Tập 14. Đường Bội lấy lại kịch bản, nói: "Không phải nói đối diễn sao? Diễn hôn tuyệt đối không thể quay." Sở Quân Hàn không chút chần chừ: "Đây chỉ là giả mà thôi." Đường Bội nói. Sở Quân Hàn nghĩ đến gương mặt đẹp như yêu nguyệt của Cố Diệp, sắc mặt càng lạnh hơn mấy phần. "Ôm cũng tuyệt đối không được." "Lần trước em đã giải thích với anh rồi mà, đó chỉ là giả vờ mà thôi." Khó trách không biểu diễn thời trang ở ngay trước mặt anh, hắn dám ôm em lên sân khấu. Hắn muốn bị đào thải triệt để hay sao? Lật nợ cũ là một hành động không tốt. Dù đại thiếu, đây chỉ là công việc mà thôi. Đường Bội véo cằm anh, cười nói. Sở Quân Hàn cười lạnh. Lần trước thấy Đường Bội và Cố Diệp diễn hôn, anh không tức giận, chỉ vì lần ấy anh thấy rõ đó chỉ là số nhớ. Nhưng theo từng ngày ôm hôn, thậm chí cảnh tình cảm không hề thiếu, thực sự là làm cho người ta nhìn mà giật mình. Ở ngay trước mặt anh mà cũng dám lớn lối như thế. Vành tai tóc mai chạm vào nhau lâu như vậy, khó trách ngày đó Cố Diệp cười tươi đến mức yêu nghiệt, đáng ăn đòn như thế. "À cái gì mà a?" Đường Bội cười như không cười, nước anh một cái. "Lúc quay phim chú vẫn ở bên cạnh, anh có gì không yên lòng?" Sở Quân Hàn không nói gì, trong đầu anh lập tức hiện lên vô số ý niệm, cuối cùng nhớ lại lời nói của Văn Tư Miểu. Tên Cố Diệp này không phải không biết thân phận của anh, vậy mà còn dám làm ra chuyện như thế ở ngay trước mặt anh, càng làm cho anh xác định hắn tuyệt đối không đơn giản. "Được rồi, được rồi." Đường Bội hôn lên môi anh, trấn an nói. "Lần kế lúc thảo luận kịch bản em sẽ chú ý." Cô không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, thấy không còn nhiều thời gian, cô vặn chìa khóa xe, cười nói. "Em đưa anh tới chỗ của anh Văn." Xe lập tức được khởi động. Sở Quân Hàn không nói gì, để Đường Bội tiếp tục ở lại giới giải trí vốn là vì anh tôn trọng cô, nhưng bây giờ anh có hơi dao động. Anh là người thừa kế Sở gia, từ nhỏ đã được giáo dục nghiêm khắc, không thể xem tivi và chơi đùa, cho dù có xem cũng ít khi nào xem phim tình cảm. Nghề chính của Sở gia cũng không phải là ngành giải trí. Sau đó ở cùng Đường Bội, mỗi tuần anh đều xem phim tình cảm ít nhất một lần. Nhìn diễn viên thân thiết ngọt ngào so với nhìn người yêu của mình thân thiết với người khác trong phim, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Sau này hay là chỉ cho Đường Bội quay phim thiếu nhi và quảng cáo mình có thể quản lý thôi. Sở Quân Hàn nghĩ như vậy, nhưng Đường Bội hoàn toàn không biết anh lại nghĩ như vậy. Cô hát khẽ, thuần thục lái xe. Cô chạy không nhanh, chỗ cô đậu xe cách chỗ Văn Tư Miểu đậu xe không xa. Mặc dù Sở Quân Hàn không quan tâm việc để người khác thấy anh và Đường Bội ở cùng nhau, nhưng không thích nhiều người vây xem quấy rầy anh, nên để Văn Tư Miểu chạy từ sau núi lên. Trước khi tới đây anh đã liên lạc với Sở Dực Thành, nên không ai biết hôm nay anh sẽ tới đây. Xe từ từ chạy lên đỉnh núi. Kỹ thuật lái xe của Đường Bội không tệ, hơn nữa lúc lái xe cô còn hát khẽ và mỉm cười, làm tim của Sở Quân Hàn đập nhanh. "Em thích chiếc xe này." "Ừ, vậy em giữ lại dùng đi, nhưng phải cẩn thận. Lúc quay xong, hoặc là lúc mệt mỏi, hoặc lúc không có nhiều thời gian, phải để Lục Tử Mặc đưa đón em." "Ừ, cảm ơn anh." Sở Quân Hàn nghĩ một chút vẫn không yên tâm. "Chiếc xe của Lục Tử Mặc anh đã cho người tân trang lại. Trước tiên em đừng dùng chiếc xe này, đợi sau khi anh trang bị tốt rồi em hãng dùng." Đường Bội càng nghe càng buồn cười. Sâu đại thiếu lạnh lùng cao ngạo, một cái liếc mắt cũng làm cho người ta sợ hãi, lúc mới quen biết đâu mất rồi. Cô càng nghe càng cảm thấy thú vị, cuối cùng không kìm được mà bật cười thành tiếng. "Sở thiếu, anh có cảm thấy gần đây anh càng ngày càng trở nên rong dài không hả?" Sở Quân Hàn đột nhiên im lặng, anh trụ mặt xuống không nói gì. Đường Bội quay sang nhìn anh, cười thêm dầu vào lửa, hỏi: "Giận rồi à?" Sở Quân Hàn cứng đơ mấy giây, sau đó bất đắc dĩ thở dài, đưa tay nắm dái tay Đường Bội xoa nhẹ, mắt vẫn nhìn về phía trước. Phong cảnh trên núi không tệ, bóng cây in trên mặt đất, đốm nhỏ loang lổ, mang thêm sự yên tĩnh và trong lành của ngoại ô sau buổi trưa. "Sao thế hả?" được rồi, em sai rồi. Sở thiếu của chúng ta vẫn anh minh thuần vũ, hoàn toàn không hề rong dài như phụ nữ." Tâm trạng của cô đang rất tốt, nụ cười trên mặt cũng tươi rói. Đường Bội vừa lái xe vừa nói chuyện với Sở Quân Hàn, không khí rất hài hòa, rất yên bình, nhưng hoàn toàn không làm cho bọn họ cảm thấy nhàm chán. Cái này thực sự là quá yên bình, thật muốn cứ mãi như vậy, thế giới và thời gian vĩnh viễn dừng lại ở giây phút này.
Cô cười khẽ, vừa định nói chuyện thì sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Nét mặt của Đường Bội tất nhiên không tránh được đôi mắt của Sở Quân Hàn. Người phụ nữ của anh trước giờ gặp chuyện gì cũng luôn trấn định, rất ít khi thấy cô có nét mặt như thế này. Sở Quân Hàn liền hỏi, sao vậy? Nét mặt của Đường Bội càng thêm nghiêm túc, cúi đầu nhìn xuống, thử thêm mấy lần mới nói, thắng xe. Cô nện lên tay lái một cái, trầm giọng nói, thắng xe công an. Đôi mắt của Sở Quân Hàn trở nên rất lạnh. Chiếc xe này là do anh đưa tới, đặc biệt chọn vì Đường Bội bị vào lần phục kích trước. Trước khi đưa xe tới đây, anh đã cho người kiểm tra toàn bộ. Chiếc xe thể thao có giá trị không nhỏ, vốn cực kỳ khó xuất hiện vấn đề này. Huống chi chiếc xe này đã được kiểm tra, cho dù không chắc chắn 100% là an toàn, nhưng không thể nào có chuyện thắng xe không ăn. Ngọn núi này vốn không cao, hai người nói xong mấy câu này thì cũng gần đã tới đỉnh núi. Vẻ mặt của Đường Bội trở nên vô cùng nghiêm túc, mặt Sở Quân Hàn cũng trầm xuống. Nhảy khỏi xe. Chỉ chần chờ một giây, Sở Quân Hàn nói, thiếu lúc bây giờ tốc độ xe vẫn không nhanh, nhảy xuống sẽ không bị thương quá nặng. Một khi xe chạy đến đỉnh núi, tất cả đều là đường dốc xuống, đến lúc đó tốc độ xe sẽ rất nhanh, rất nguy hiểm. Đường Bội nhanh chóng nhìn xung quanh, bên phải bọn họ là rừng cây, mặc dù giữa rừng cây và đường nhựa có một con mương nhỏ, nhưng ít nhất không tệ như bên trái, toàn là đồi dốc. Nếu như nhảy xuống bên trái, có thể bị lăn đến chân núi hay không, ai cũng không thể biết rõ. Cô quay đầu nhìn Sở Quân Hàn, cẩn thận lái xe sát vào ven đường, thấp giọng nói, chuẩn bị. Cô và Sở Quân Hàn đối với chuyện như thế này đều vô cùng sát phạt và quyết đoán. Khi Đường Bội suy đoán xong, Sở Quân Hàn cũng phán đoán y như thế. Chốt cửa đã được Đường Bội mở ra. Cô nhìn Sở Quân Hàn, ngay khi anh mở cửa xe, cô đã lập tức nhào qua người anh. Thật ra thì tốc độ hiện tại không nhanh. Lúc nãy bọn họ lái đường dốc, Đường Bội lại không chạy nhanh, nếu thực sự nhảy xuống cũng không nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên trong nháy mắt khi cửa xe bị mở ra, cô lập tức đưa tay ôm lấy đầu Sở Quân Hàn, muốn che chở anh trong ngực mình. Nhưng phản ứng của Sở Quân Hàn còn nhanh hơn so với tưởng tượng của Đường Bội. Tay của Đường Bội chỉ mới chạm vào vai anh, Sở Quân Hàn đã trở tay nắm chặt tay cô, sau đó dùng lực kéo cô vào ngực mình. Ngay khi cửa xe bị mở ra hoàn toàn, Sở Quân Hàn đã vây nửa người trên của Đường Bội trong lòng mình, không chút chần chừ ôm Đường Bội nhảy ra khỏi xe. Mắt Đường Bội hoàn toàn bị ngực Sở Quân Hàn che lại, nhưng mắt cô vẫn trợn to. Thứ cô thấy được chỉ có bộ tay trang màu đen Sở Quân Hàn đang mặc. Trong mũi cô đều là mùi hương của Sở Quân Hàn. Nửa người của cô được Sở Quân Hàn ôm chặt trong lòng. Sở Quân Hàn ôm Đường Bội ngã trên mặt đất. Đường Bội cảm thấy cả người chấn động, hai chân đã chạm vào mặt đất. Lực va chạm khi nhảy cộng thêm tốc độ xe, Sở Quân Hàn ôm Đường Bội hầu như không thể nào khống chế mà lăn xuống ven đường. Hai người bọn họ như cuộn vào nhau, lăn mấy vòng, cuối cùng lăn khỏi đường lớn, cuối cùng lăn tới rừng cây, rốt cuộc cũng ngừng lại. Rừng cây gió thổi hiu hiu, lá cây chạm vào nhau phát ra tiếng xào xạc, nhưng tất cả những thứ này đều không thể lọt vào tai Đường Bội. Cô thở dốc mấy cái, chớp mắt. Ngực Sở Quân Hàn không ngừng phập phồng, tim đập nhanh như đánh trống, nặng nề nện vào lòng Đường Bội. Cô cảm thấy chóp mũi ê ẩm, hốc mắt nóng lên. Chuyện vừa rồi xảy ra nhanh và rõ ràng như thế, không quá nửa phút, nhưng đối với Đường Bội mà nói, nó dài như một thế kỷ. Trước đó cô chưa từng có cảm giác như thế. Hồi ấy lúc huấn luyện, Lạc đối xử với cô không tệ, nhưng Lạc là đồng đội, là người kề vai chiến đấu, người cô có thể yên tâm giao lại phía sau lưng, nhưng tuyệt đối sẽ không bảo vệ cô cẩn thận như thế, giống như cô là một món đồ chân quý dễ vỡ. Sau đó nữa gặp phải nguy hiểm, Đường Phỉ Phỉ thật hận không thể quăng cô ra để làm bia đỡ đạn. Cho dù cô gãy tay gãy chân, chỉ cần cô ta không bị thương thì cô ta sẽ vô cùng vui vẻ. Cho đến khi biết Sở Quân Hàn, Sở Quân Hàn ôm Đường Bội ngồi dậy, anh hoàn toàn không quan tâm bản thân, hai tay nắm chặt vai Đường Bội, kéo cô ra khỏi ngực mình. Trong mắt đều là sự nóng nảy và lo lắng, nhìn Đường Bội từ trên xuống dưới. Bội Bội, em có bị thương không? Đường Bội cụp mắt xuống nhưng vẫn ngoan ngoãn lắc đầu một cái. Nhưng Sở Quân Hàn không yên tâm, từ lúc nào mà Đường Bội lại ngoan như vậy? Anh không tin, bắt đầu tự ra tay kiểm tra khắp người Đường Bội. Bàn tay già dặn có lực bắt đầu di chuyển từ tay Đường Bội kéo dài xuống dưới cho đến bắp chân trái của cô. Đường Bội đột nhiên rút chân về, nói, em không sao. Thật ra cô cảm thấy từ đầu gối trở xuống rất đau và rát, chắc xương không bị gãy, nhưng mà khẳng định là bị chảy ra rồi.
Nhưng so với Sở Quân Hàn mà nói, đây chỉ là một vết thương nhỏ đến không thể nhỏ hơn. Sở Quân Hàn nắm chặt mắt cá chân cái của cô, thấp giọng nói: "Đừng cử động." Thật ra thì anh nói không lớn, nhưng lại vô cùng kiên định và nghiêm túc, làm cho Đường Bội ngơ ngác. Sở Quân Hàn cẩn thận xoăn ống quần Đường Bội lên. May mắn vì cảnh quay hôm nay cho nên Đường Bội mặc quần dài, ống quần bị xắn lên, bắp chân thon dài lộ ra. Trên làn da trắng nõn, mảng đỏ to lớn đập vào mắt Sở Quân Hàn. Anh ngẩng đầu nhìn Đường Bội, động tác lại càng thêm nhẹ nhàng và cẩn thận. Mặc dù bắp chân bị đỏ một mảng lớn, nhưng không thấy chảy máu, nhưng chỗ đầu gối lại bị rách ra, máu rỉ ra. Sở Quân Hàn nhíu mày, trong giọng nói khó nén sự đau lòng. "Đau không?" "Hơi hơi, nhưng chỉ là vết thương ngoài da thôi, qua mấy ngày thì sẽ khỏi." Cô không hề quan tâm đến đầu gối của mình, đưa tay muốn kéo ống quần xuống. Tay cô bị bao trọn bởi một bàn tay ấm áp mạnh mẽ. "Đừng cử động." Sở Quân Hàn lại nhíu mày. Anh cúi đầu nhìn người mình. Anh khoác âu phục màu đen cao cấp đã dính đầy bùn và bụi rậm. Áo sơ mi cũng không tránh khỏi kiếp nạn, cũng dính khá nhiều bùn đất. "Không sao đâu, vết thương nhỏ này không cần để quá quan tâm đến nó." "Sao có thể không quan tâm?" Sở Quân Hàn cúi đầu, đầu lưỡi ướt át dịu dàng nếm qua vết thương trên đầu gối của Đường Bội. Đây là cách để tiêu độc duy nhất lúc này. Sau khi bảo đảm mỗi một chỗ đều được mình khử trùng xong, Sở Quân Hàn mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn Đường Bội, đôi mắt vô cùng chuyên chú, vô cùng nghiêm túc, lông mày hơi nhíu lại, rất đẹp trai. Một thoáng kia, Đường Bội cảm thấy mất đi không khí. Sở Quân Hàn đưa tay chạm vào má Đường Bội, tay anh còn dính bùn, làm cho gò má được bảo vệ tốt lúc nãy xuất hiện vết nhơ. Nhưng bọn họ nào dành để quan tâm đến mấy cái này. Đường Bội hơi nghiêng đầu, để tay của Sở Quân Hàn cạo một cái trên mặt cô. "Sao có thể không quan tâm? Em ở ngay bên cạnh anh, anh lại để em bị thương, sao anh có thể không quan tâm?" Phía sau anh truyền tới tiếng ầm ầm, chiếc xe mất khống chế rơi xuống vách núi. Nhưng Đường Bội và Sở Quân Hàn không hề có tâm trí để quan tâm đến chiếc xe kia. Lúc này trong mắt của họ chỉ còn lại đối phương. Tất cả mọi thứ xung quanh đều mất đi màu sắc, cho đến khi đám người Văn Tư Miểu vội vã chạy tới. Văn Tư Miểu sợ đến suýt chút nữa thì nhũn chân. Trước giờ hắn chưa từng thấy bốt nhà mình chật vật như vậy. Hắn nhìn qua Đường Bội, thấy vết thương rớm máu trên đầu gối cô, suýt chút nữa thì hắn đã quỳ xuống. Không ai có tâm tình để quan tâm đến tình huống của chiếc xe. Văn Tư Miểu vội vàng bước tới, vừa đi vừa gọi điện thoại cho bác sĩ gia đình của Sở gia. "Sở thiếu, cô Đường." Văn Tư Miểu đi tới bên cạnh Sở Quân Hàn, cúi đầu nhìn xuống rồi ngẩng đầu lên nhìn Đường Bội. "Vết thương của cô Đường..." "Tôi không sao." Câu nói của Văn Tư Miểu rốt cuộc kéo Đường Bội lại. Cô rụt chân lại, từ từ đứng lên. Sở Quân Hàn cũng đứng lên cùng cô, đỡ vai cô. "Em thực sự không sao." Đường Bội nắm chặt tay anh. Những vết thương cô từng bị còn nặng hơn, thì vết thương nhỏ này có là cái gì đâu. Cô nắm chặt hai vai của Sở Quân Hàn, nhìn anh từ trên xuống dưới. Thấy cả người anh đầy bụi bặm, sắc mặt cô lập tức khó coi. "Còn anh có làm sao không?" Sở Quân Hàn lắc đầu. Anh không để Đường Bội nhìn nữa, đưa tay ôm eo cô, kéo cô vào người mình. Sở Quân Hàn quay đầu nhìn Văn Tư Miểu, ánh mắt vô cùng sắc bén, làm cho hô hấp của Văn Tư Miểu chậm lại, cả người cương cứng. Sở Quân Hàn như vậy không biết đã bao nhiêu năm rồi hắn chưa gặp. "Trước ngày mai tôi muốn biết tất cả mọi chuyện." Sở Quân Hàn trầm giọng nói. Anh nhìn sang chiếc xe thể thao kia, ánh sáng lạnh chợt lóe lên trong mắt. Dù là Đường Bội cũng bị khí thế của anh kiềm chế. Văn Tư Miểu và người hắn mang tới ngay cả thở mạnh cũng không dám, cúi đầu nghe Sở Quân Hàn nói. "Kêu Lục Tử Mặc nói với chú Út, nếu phim cần phải quay lại, tôi sẽ bồi thường toàn bộ tổn thất." Văn Tư Miểu sợ run, vội vàng đáp. "Dạ." Sở Quân Hàn nói xong thì không đếm xỉa tới Văn Tư Miểu nữa, ôm eo Đường Bội đi về phía chiếc xe Văn Tư Miểu đã mở cửa sẵn. Văn Tư Miểu không dám thở mạnh, bước theo sau lưng Sở Quân Hàn, nhanh chóng đóng cửa xe cho bọn họ. Đường Bội cười trấn an nhìn Văn Tư Miểu, nhưng lập tức bị Sở Quân Hàn trầm mặt nhét vào xe. "Còn nữa." Sở Quân Hàn xoay người nhìn Văn Tư Miểu, lạnh giọng nói. "Người làm Đường Bội bị thương." Anh quay đầu nhìn Đường Bội, lạnh lùng nói tiếp. "Một người cũng không tha." Giọng của anh cũng không lớn, nhưng đôi mắt quá lạnh, sự khát máu và cuồng nộ không thể nào xem thường.
Đây chính là lửa giận của ám dạ đế vương. Cửa xe được Văn Tư Miều nhẹ nhàng đóng lại, mặt Sở Quân Hàn vẫn lạnh như băng. Thật ra Đường Bội cảm thấy đầu gối đỡ đau hơn rồi. Lúc này mặc dù vẫn còn hơi rát, nhưng nhìn sự lạnh lẽo trên mặt Sở Quân Hàn, cô nào còn tâm trạng để ý đến nó chứ. Anh không sao chứ? Đường Bội để tay lên tay của Sở Quân Hàn hỏi. Vừa rồi lúc nhảy xuống, Sở Quân Hàn ôm lấy cô, nhận hết phần lớn va chạm. Nếu như đầu gối của cô bị như vậy, chắc chắn Sở Quân Hàn bị thương còn nặng hơn. Sở Quân Hàn trở tay, đặt tay lên tay cô, lắc đầu. Đây không phải là lỗi của anh. Đường Bội ôm lấy cánh tay của Sở Quân Hàn, nép vào người anh, dịu dàng nói. Xe bị như thế đâu phải là tại anh. Huống chi, nhờ có anh ở bên cạnh, cho nên em mới không bị thương quá nặng. Cô yếu thế chủ động dựa vào lòng mình, nên sắc mặt của Sở Quân Hàn không còn lạnh như vậy nữa. Anh ôm lấy vai Đường Bội, thấp giọng nói. Rõ ràng là em ở ngay bên cạnh anh, nhưng vẫn bị thương. Nhưng nếu như không có anh ở bên cạnh, có lẽ là em sẽ bị thương nặng hơn. Đường Bội cười chống người lên, hôn một cái lên môi Sở Quân Hàn, khẽ nói. Đây là lần đầu tiên em được người khác bảo vệ như vậy. Cảm ơn anh. Cô lại hôn thêm một cái nữa, cười nói. Ngay lúc này, cửa xe bị người ta gõ mấy cái. Sở Quân Hàn hạ kính xe xuống. Văn Tư Miểu đứng ngoài xe, thấp giọng nói. Sở thiếu, bác sĩ Vương tới rồi. Bác sĩ mặc áo blue trắng bước xuống từ một chiếc xe khác, đứng bên cạnh bác sĩ chính là Sở Dực Thành. Lục Tử Mặc đứng sau lưng Văn Tư Miểu. Đường Bội ngẩng đầu lên, lập tức đối mặt với ánh mắt quan tâm của Lục Tử Mặc. Cô cười với anh ta, gật đầu một cái. Xe bác sĩ ngồi tới là do Văn Tư Miểu đặc biệt dặn dò. Đường Bội và Sở Quân Hàn cùng với bác sĩ đều lên chiếc xe kia. Trong căn phòng to lớn, dụng cụ y tế đầy đủ, còn có cả một chiếc giường lớn. Kiểm tra cho cô ấy chứ? Sở Quân Hàn ngồi trên giường, lạnh lùng nói với bác sĩ Vương. Dạ, Sở thiếu. Bác sĩ Vương vừa nói vừa xách hộp thuốc đi qua chỗ Đường Bội. Đường Bội biết không thể lay động được Sở Quân Hàn, cô không cãi lại, khom người chuẩn bị xắn ống quần lên. Nhưng Sở Quân Hàn lại nhanh hơn cô. Anh vươn tay ra, cẩn thận nắm mắt cá chân Đường Bội, đặt chân cô lên đầu gối của mình, cẩn thận san lên. Trên bắp chân trắng nõn, những vết chảy xước còn rõ ràng hơn lúc nãy, nổi bật lên làn da trắng bóng. Bắp chân thon dài, đường cong quyến rũ, cuối cùng là mắt cá chân mảnh khảnh. Bác sĩ Vương hoàn toàn không dám nhìn lung tung, nhanh chóng lấy gạc và bông gòn đã sát khuẩn ra, cẩn thận khử trùng cho Đường Bội, sau đó dùng gạc quấn lại, nói. Vết thương của cô Đường không sao, chỉ cần nghỉ ngơi 3 ngày, mỗi ngày đều phải thay băng, qua 3 hôm là sẽ khỏi. Em đã nói là không sao mà. Đường Bội cười với Sở Quân Hàn một cái, bước xuống khỏi giường, gật đầu với bác sĩ Vương. Cảm ơn. Cô Đường đừng khách sáo. Bác sĩ Vương cũng cười lại với cô, rồi nhìn sang Sở Quân Hàn. Sở thiếu, phiền cậu cởi áo ra, nằm xuống giường. Mặc dù vẫn chưa kiểm tra vết thương, nhưng phần lưng của Âu phục Sở Quân Hàn đang mặc rất bẩn, có thể đoán ra được anh bị thương ở đâu. Sở Quân Hàn nhìn Đường Bội một cái, nhưng Đường Bội không cho anh cơ hội nói chuyện, đưa tay cởi nút áo của anh, khẽ nói. Để em. Cô cúi đầu chuyên chú cởi nút Âu phục của Sở Quân Hàn. Mùa hè nên quần áo khá mỏng, mặc dù đã đoán được là thương thế của Sở Quân Hàn nghiêm trọng hơn mình nhiều, nhưng khi cởi Âu phục xuống, thấy áo sơ mi trắng tinh đầy máu, chân mày Đường Bội lập tức nhíu lại. Bàn tay nhỏ bé nhanh chóng cởi từng cút áo sơ mi của Sở Quân Hàn. Mặc dù Đường Bội rất đau lòng, nhưng động tác rất dứt khoát, không run. Áo sơ mi được cởi ra một cách cẩn thận. Thật ra thì lưng của Sở Quân Hàn bị chảy không quá nghiêm trọng, vết thương cũng không sâu. Nhưng khi tấm lưng trần của anh hiện ra trước mặt Đường Bội, thì cô vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi. Tấm lưng màu đồng cổ lúc này đầy vết chảy xước, còn có vết máu đã khô, máu dính vào áo sơ mi. Sở Quân Hàn nghe tiếng Đường Bội hít thở, nghiêng đầu nhìn cô, nói. Không sao đâu, vết thương nhỏ mà thôi. Đường Bội chớp mắt. Nếu như vết thương này nằm ở trên người khác, cô sẽ không quan tâm. Nhưng mà bây giờ, người bị thương là người cô yêu. Cô chồm người tới, dịu dàng hôn lên vai Sở Quân Hàn. Hơi thở ấm nóng chạm vào lưng anh, đầu lưỡi mềm mại dịu dàng thay anh xử lý vết thương. Từng chút, dịu dàng cởi áo sơ mi ra cho Sở Quân Hàn. Trừ phần lưng, phía sau hai cánh tay của Sở Quân Hàn cũng bị chảy. Lúc này bác sĩ Vương mới ngẩng đầu lên, bình tĩnh kiểm tra vết thương trên lưng Sở Quân Hàn, vừa sát trùng cho anh vừa nói. Ngày mai
À, 2 ngày nay đừng đụng vào nước. Lương bị chảy rất nhiều, bác sĩ Vương chỉ băng những chỗ bị thương nặng lại, quay đầu nhìn đồng đội dặn dò. 2 vết thương này ngày mai phải thay băng. Nói xong, bác sĩ Vương nhìn 2 chân Sở Quân Hàn. Sở thiếu, còn phần dưới? Để tôi, đường bội nói. Cô vừa mới chạm vào thắt lưng của Sở Quân Hàn đã bị anh chặn lại. Để anh tự làm. Giọng của Sở Quân Hàn có hơi khàn. Vết thương trên người mình, anh biết rõ. Mặc dù bị thương nhiều chỗ, nhưng đều là bị chảy, không nặng. Cũng tuyệt đối không ảnh hưởng đến một số chức năng. Vừa rồi lúc đường bội cởi áo sơ mi cho mình, lòng anh đã nóng gian. Giờ nếu lại để cô... Sở Quân Hàn ngẩng đầu nhìn đường bội. Cô cũng đang ân cần nhìn anh. Thấy nét mặt của Sở Quân Hàn như thế, đường bộ nhịn không được mà cười một cái, thu tay lại. Cánh tay bên hông biến mất. Sở Quân Hàn cũng không biết cảm giác của mình lúc này là thất vọng hay yên tâm. Anh lại nhìn đường bộ một cái, sau đó dứt khoát tháo nút quần ra. Bác sĩ Vương vẫn luôn bình tĩnh đứng một bên, chuyên tâm sắp xếp lại hộp thuốc. Xong rồi. Cho đến khi nghe Sở Quân Hàn nói, bác sĩ Vương mới khẽ ho một tiếng, từ từ đi tới. Sở Quân Hàn đã nằm xuống, 2 chân không bị thương nghiêm trọng như lưng, bởi vì lúc ấy anh ôm đường bội lăn xuống, phần lưng bị thương nhiều nhất. Vết thương trên đùi không cần phải băng bó, không nên đụng nước. Chờ bác sĩ Vương xử lý vết thương của 2 người xong, đường bội đã lấy quần áo sạch chuẩn bị sẵn trên xe đưa cho Sở Quân Hàn. Cửa xe được đóng lên rồi nhanh chóng bị mở ra. Văn Tư Miểu và Sở Dực Thành ngồi vào. Trong khoảng thời gian bọn họ xử lý vết thương, Văn Tư Miểu đã cho người điều tra chuyện thắng xe. Nhân viên kỹ thuật đã tới hiện trường, bắt đầu kiểm tra toàn bộ. Lúc Văn Tư Miểu và Sở Dực Thành đi vào xe, đường bội cúi đầu, nghiêm túc cài cúc áo sơ mi cho Sở Quân Hàn. Mặc dù cô khá cao, nhưng khi mặc đồ của Sở Quân Hàn thì vẫn rộng thùng thình. Áo sơ mi quá lớn quá dài, hoàn toàn che đậy đường cong của cô. Ống tay áo bị đường bội xắn đến cùi trỏ. Rõ ràng là quần áo khá trung tính và bụi bặm, nhưng lại vẫn thu hút ánh mắt của người khác. Văn Tư Miểu không dám nhìn lâu, hắn chỉ nhìn lướt qua đường bội một cái rồi nhanh chóng nhìn xuống sàn xe. Sở Dực Thành ân cần nhìn 2 người, hỏi: vết thương của 2 đứa như thế nào rồi? Có nặng không? Chỉ là mấy vết thương nhỏ mà thôi, đường bội cười đáp. Sở Dực Thành vô cùng cảm thấy áy náy. Anh ta đã nghe được đại khái ở chỗ Văn Tư Miểu, lại có chút vui mừng. May mắn là phát hiện lúc ở trên đồi. Nếu như là lúc xuống dốc, chắc chắn sẽ chạy nhanh hơn rất nhiều, cũng càng khó khống chế hơn. Nếu thực sự đợi đến lúc xuống dốc mới phát hiện vấn đề, thì dù đường bộ có phản ứng nhanh hơn nữa, thì thương thế cũng sẽ không nhẹ như bây giờ. Nói xong, Sở Dực Thành nhìn Sở Quân Hàn, ánh mắt 2 người đều vô cùng thâm sâu. Sở Dực Thành nói tiếp: buổi sáng chiếc xe này không có vấn đề gì cả. Nói cách khác, sau khi lái mấy lần thì mới xuất hiện vấn đề. Lúc quay phim chiếc xe vẫn bình thường. Như vậy cho dù thực sự xảy ra chuyện, mọi người cũng sẽ chỉ nghĩ là do chiếc xe bị hư, mà không nghi ngờ là do có người động tay động chân. Sở Quân Hàn lạnh giọng nói: chiếc xe này tối hôm qua con đã cho người kiểm tra toàn diện. Anh nhìn sang Văn Tư Miểu, đối phương cả kinh, lập tức bẩm báo: Sở thiếu, phải đem xe về kiểm tra toàn diện mới biết cụ thể. Nhưng kỹ thuật viên hoài nghi thắng xe đã bị người khác đổi. Hắn nhìn Sở Dực Thành lại nói: hơn nữa rất có thể giống như lời biên kịch Sở nói, phụ tùng bị đổi. Lúc đầu dùng sẽ không xảy ra vấn đề gì lớn. Hơn nữa lúc kiểm tra cũng không kiểm tra, nhưng lái nhiều lần thì sẽ xảy ra chuyện ngay. Nói vậy thực sự là có người động tay động chân, hơn nữa còn là nhắm vào Bội Bội. Sở Dực Thành híp mắt. Sở Quân Hàn nắm chặt quyền, lạnh giọng nói: người phục kích Bội Bội lần trước đã tra ra chưa? Văn Tư Miều thấp giọng nói: đã xác định được sát thủ là ai. Nhưng cùng hôm đó hắn đã chạy ra nước ngoài. Chúng tôi đã tra tất cả ghi chép xuất cảnh. Hẳn là hắn đã được người kia lặng lẽ mang đi. Tạm thời vẫn chưa tra ra được tin tức của hắn. Vậy lần này, đôi mắt của Sở Quân Hàn lạnh như băng, cũng là do sát thủ lần trước anh làm hay sao? Rất có thể. Văn Tư Miều trầm ngâm chốc lát. Cách ra tay của 2 lần này đều rất tương tự, không hề muốn mạng của cô Đường. Hình như chỉ là muốn cô ấy bị thương, hoặc là... nếu như lần này thực sự đến khi xuống dốc mới phát hiện ra, kết quả không ai có thể đảm bảo. Văn Tư Miều còn chưa nói hết câu đã bị Sở Quân Hàn cắt ngang: kẻ đứng sau những chuyện này, trong vòng 3 ngày phải tìm ra cho tôi. Anh đứng lên, lạnh lùng nói:
Bất luận là hắn có mục đích gì, nếu còn xảy ra chuyện như vậy nữa, cậu và giám đốc phụ trách an toàn tự động từ chức đi. Dạ. Văn Tư Miểu cúi đầu. Sở Quân Hàn nhìn sang Sở Dực Thành. Anh còn chưa lên tiếng, Sở Dực Thành cũng đã mở miệng nói trước. Chú biết rồi, tất cả cảnh quay đua xe của Bội Bội sẽ tạm ngừng. Chờ sau khi giải quyết chuyện này xong rồi thì anh nói sau. Còn có Cố Diệp, con sẽ cho người điều tra anh ta. Nếu như anh ta thực sự có vấn đề, vậy phim của chú Út chỉ sợ rằng phải đổi người giữa đường rồi. Anh nói như đó là điều đương nhiên. Một bộ phim nửa đường đổi vai nam chính, vậy thì tương đương với việc phải quay lại từ đầu. Từ tới đầu tới cuối Đường Bội đều không nói gì, cho đến khi về đến biệt thự Sở ra. Sở Dực Thành muốn xuống xe, tài xế lập tức cho ngừng xe lại. Sở Dực Thành ngẩng đầu nhìn nhà chính xa hoa, cười nói, chú đi trước. Hôm trước ông nội vẫn còn ở nhà, hôm qua ông đã hẹn mấy người bạn cũ đi đánh gôn rồi. Sức khỏe của ông nội rất tốt, ở Úc 2 năm, bây giờ ông còn khỏe mạnh hơn lúc trước rất nhiều. Sở Quân Hàn xuống xe nói. Sở Dực Thành im lặng mấy giây, cười nói, vậy thì tốt rồi. Hôm kỷ niệm thành lập, ông nội chắc chắn sẽ về. Sở Quân Hàn nhìn Văn Tư Miểu tiếp tục nói, nếu hôm đó chú không bận thì cũng tới nhá. Sở Dực Thành cười khổ, chú biết ông cụ vẫn khỏe là được rồi. Nếu như ông nhìn thấy chú sẽ không vui. Chú Út, Đường Bội im lặng nãy giờ, lúc này đột nhiên cười nói, hôm đó chú thật sự không tới sao? Con và Quân Hàn. Cô quay đầu nhìn Sở Quân Hàn, đối phương cũng rũ tay xuống, nắm lấy tay Đường Bội tiếp lời nói, hôm đó con sẽ tuyên bố chuyện kết hôn của con và Bội Bội, chú thực sự không tới sao? Sở Dực Thành khoát tay áo, chú sẽ chúc phúc cho hai đứa, nhưng mà bây giờ sợ rằng ông cụ vẫn chưa tha thứ cho chú. Đợi thêm vài năm nữa đi. Anh ta suy nghĩ một chút, chờ ông cụ bế được cháu Cố, chắc hẳn tâm trạng sẽ rất tốt. Lúc đó có lẽ là ông sẽ đại xá thiên hạ. Đến lúc đó rồi hãy nói. Mặt Đường Bội đỏ lên, cười híp mắt gật đầu, dạ. Cô vừa nói xong thì bàn tay đang nắm tay cô cũng siết chặt. Nhưng Đường Bội không nhìn Sở Quân Hàn, chỉ cười nói với Sở Dực Thành, chú, ngày mai con nghỉ phép một ngày nhé. Ừ. Sở Dực Thành không hỏi lý do, sảng khoái gật đầu. Cho đến khi người nên đi đều đi hết, Đường Bội và Sở Quân Hàn mới trở lại biệt thự. Đường Tử Thái vẫn chưa về. Thật ra thì bây giờ vẫn còn sớm. Vốn dĩ buổi chiều Đường Bội còn có cảnh quay, buổi chiều Sở Quân Hàn cũng còn không ít việc. Nhưng Văn Tư Miểu đã về công ty, hoãn những chuyện không gấp lại. Còn lại nếu hắn có thể giải quyết thì sẽ giải quyết. Thời gian gần đây hiếm khi thấy biệt thự Sở gia yên tĩnh như hôm nay. Đường Bội bắt Sở Quân Hàn ngồi trên giường, đưa tay cởi cúc áo của anh. Bội Bội. Mắt của Sở Quân Hàn tối sầm lại, nắm lấy tay của Đường Bội. Sao? Lúc này Đường Bội vẫn mặc áo sơ mi của Sở Quân Hàn, lúc cúi đầu nút trên không cài, xương quai xanh hiện rõ ra. Cô vừa đáp vừa nhìn Sở Quân Hàn, đôi mắt Sở Quân Hàn thâm sâu nhìn cô không chớp. Nghĩ gì thế? Đường Bội khẽ mỉm cười. Cô lấy tay khỏi tay Sở Quân Hàn, thản nhiên nói, bây giờ chuyện anh cần phải làm đó là phải dưỡng thương cho thật tốt. Trong đầu không nên nghĩ đến những chuyện không nên nghĩ. Vết thương không nặng. Sở Quân Hàn vẫn nhìn cô chằm chằm, lẩm bẩm nói, sao lại không nặng chứ? Đường Bội đau lòng kéo áo sơ mi của anh xuống, nhìn kỹ vết chày trên cánh tay, vừa rồi chỉ có hơi đỏ, bây giờ thì đã sưng lên rồi. Cô dứt khoát cởi áo sơ mi của Sở Quân Hàn ra. Thay quần áo ở nhà đi anh. Từ đầu tới cuối, động tác của Đường Bội đều rất cẩn thận. Ánh mắt Sở Quân Hàn càng lúc càng nóng. Cuối cùng anh bị cô ép nằm sấp trên giường, đôi mắt nóng bỏng âm trầm, không chỉ có thể hút linh hồn của người khác mà còn có thể thiêu đốt người ta. Đường Bội cũng không rảnh rỗi. Sau khi Sở Quân Hàn nằm xuống, cô đi lấy khăn lông ra. Khăn lông được vắt ấm, cô cẩn thận lau vết thương của Sở Quân Hàn. Lau 2 lần, Sở Quân Hàn nắm chặt tay cô, dịu dàng nói, Bội Bội, ngủ một chút đi. Hiếm khi anh bị thương nằm im trên giường, mặc dù có hơi khó chịu nhưng trong lòng lại ngọt như mật. Không sao đâu. Đường Bội cúi đầu cẩn thận lau người cho anh, không nhịn được mà cười nói, nếu Sở thiếu thực sự bị thương không thể cử động được, chỉ cần ngoắc tay một cái thì không biết là có bao nhiêu người phụ nữ tới danh giành vị trí này.
cho nên em phải nắm chắc cơ hội này, không thể lãng phí được. Ngón tay cô xẹt qua vai Sở Quân Hàn. Lúc mặc quần áo cho anh, cô không nhìn thấy rõ. Lúc này nhìn lại, dáng người của Sở Quân Hàn rất đẹp. Tấm lưng không có một chút thịt thừa, đường cong lưu loát, cơ bắp đầy nam tính. Những chỗ bị ngón tay Đường Bội chạm vào đều sẽ run lên một vài cái. Cô không kìm được mà vỗ lên vai anh một cái, nói lớn. Thả lỏng, anh muốn ngày mai vết thương càng nặng thêm đúng không? Chờ làm xong mọi thứ, Đường Bộ đi tắm rồi về phòng, ôm máy tính xách tay ngồi lên giường. Em còn bận làm chuyện gì vậy hả? Sở Quân Hàn khẽ cau mày, đưa tay muốn đóng laptop của cô lại. Hôm nay anh nghỉ cả buổi chiều, Đường Bộ cũng bị thương, chẳng lẽ không thể nằm nghỉ với anh một lát hay sao? Anh đừng có phá em mà. Đường Bộ hất tay anh ra, 10 ngón tay lướt qua bàn phím giải thích. Không tra ra chuyện này, em không thể nào yên tâm được. 10 ngón tay lướt nhanh qua bàn phím, tốc độ càng lúc càng nhanh, nhưng chân mày cô cũng càng lúc càng nhíu chặt. Sở Quân Hàn cũng muốn ngồi dậy theo, anh vừa mới động một cái đã bị Đường Bội đè vai xuống. Đừng có quậy. Một tay của cô vẫn gõ phím, ngẩng đầu trợn mắt nhìn Sở Quân Hàn. Nằm sấp xuống. Sở Quân Hàn hừ một tiếng rồi từ từ nằm xuống. Sau khi trưởng thành tới nay, đây là lần đầu tiên có người dám quản thúc ra chụp sổ ra. Nhưng trải nghiệm mới lạ này chẳng những không làm anh giận mà ngược lại trong lòng còn cảm thấy ngọt ngào. Chờ anh ngoan ngoãn nằm sấp xuống, Đường Bội mới thu tay lại, tiếp tục gõ phím. Đã tra ra được sát thủ là ai rồi sao? Người động tay động chân với chiếc xe vẫn chưa bắt được, nhưng người lần trước phục kích em thì tra được là do đối thủ cạnh tranh của Sở gia làm. Bọn chúng rất cẩn thận, trước mặt vẫn chưa lấy được chứng cứ xác thật. Tên sát thủ kia đứng thứ 10 trên bảng xếp hạng trong nước, bây giờ đã bị lặng lẽ đưa ra nước ngoài. À, Đường Bội ngẩng đầu nhìn anh, lại hỏi. Cho dù đưa ra nước ngoài, các anh cũng sẽ tra ra được tung tích của hắn. Ừ, Sở Quân Hàn cười nhạt. Các anh đang dụ rắn ra khỏi hang. Đường Bội hơi trầm ngâm hỏi. Ừ, Sở Quân Hàn không kìm được mà đưa tay véo má cô. Đường Bội nhìn màn hình, nói. Nhưng như thế thực sự quá nguy hiểm. Nếu như hôm nay chúng ta không phải ở trên núi mà là xuống dốc. Nhớ lại, cô vẫn cảm thấy hơi sợ. Hình như Sở Quân Hàn hoàn toàn thả lỏng. Anh dịch qua sát Đường Bội một chút, thấp giọng nói. Đừng sợ. Lúc này vẫn còn là ban ngày, ánh nắng chan hòa. Đường Bội cúi đầu nhìn anh, chỉ cảm thấy ánh mắt của Sở Quân Hàn vô cùng dịu dàng. Cô không kìm được mà nắm lấy tay anh, há miệng muốn nói gì đó. Lúc này điện thoại của Đường Bội đột nhiên đổ chuông. Đường Bội lấy điện thoại qua xem, chân mày vốn nhíu lại đột nhiên giãn ra, ngay cả đôi mắt cũng dịu hơn. Lạc, cô nghe điện thoại. Em. Lần này Âu Dương Lạc hiếm không dùng giọng trêu chọc để mở đầu cuộc nói chuyện. Giọng điệu của anh ta nghiêm túc, có lẽ nhận ra sự ung dung trong giọng nói của Đường Bội nên cũng khẽ thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng cười nói. Công chúa của anh, thấy em đang điều tra tin tình báo của thế lực ngầm, thực sự làm cho anh sợ hết hồn. Lạc, anh đang theo dõi em. Sao anh dám? Anh thấy bên kia cũng có cao thủ. Em mới điều tra bọn chúng thì BNL cũng báo động. Anh thấy có lẽ bọn chúng phát hiện em đột nhập, đã bắt đầu phòng bị rồi. Nhưng bọn chúng không tra ra được là em. Đừng bội cười khẽ, tự tin nói. Cho dù em có sơ hở, nhưng có anh ở đây, chúng cũng không thể nào dễ dàng tra ra em, không phải sao? Ừ. Vậy bây giờ em có thể cho anh biết chưa? Chuyện gì đã xảy ra? Sao em lại manh động như vậy? Em bị người khác phục kích. Đường Bội yên lặng mấy giây. Hôm nay xe của em bị người khác động tay động chân. Lúc ấy em đang lái xe lên đỉnh núi. Thắng xe không ăn. Âu Dương Lạc hiếm khi lại im lặng. Lúc ấy em và Sở Quân Hàn cùng ở trên xe. Đường Bội vừa nói vừa cúi đầu nhìn Sở Quân Hàn, đưa tay vuốt tóc anh, nói tiếp. May mắn lúc ấy bọn em đang ở lên núi. Nếu không, cô không cần nói tiếp. Bởi vì Âu Dương Lạc đã đoán ra anh ta và Đường Bội là thanh mai trúc mã, sợ rằng còn hiểu cô hơn cả Sở Quân Hàn. Hai người nhảy khỏi xe. Âu Dương Lạc trầm giọng hỏi. Giọng điệu của anh ta không còn ung dung như vừa rồi mà trở nên vô cùng âm trầm. Ừ, em muốn nhờ anh giúp em một chuyện. Cô dừng một chút, lại nói. Sở gia đã bắt đầu điều tra, nhưng em muốn biết. Khi hát
10. Danh sách những người hắn đã tiếp xúc và liên lạc. KH10. Danh sách những người hắn đã tiếp xúc và liên lạc. KH10 chính là tên sát thủ mà Sở Quân Hàn đề cập tới vừa nãy. Đường Bội còn muốn nói tiếp, Sở Quân Hàn nãy giờ vẫn nằm sấp trên giường không nhúc nhích, đột nhiên ngồi dậy. Anh lấy điện thoại của Đường Bội áp vào tai mình. Giọng nói lạnh lẽo của Âu Dương Lạc truyền qua từ đầu kia điện thoại. Chuyện này em không cần điều tra nữa, anh sẽ xử lý thay em. Thời gian Sở Quân Hàn và Âu Dương Lạc tiếp xúc không nhiều, nhưng dù chỉ mấy lần ngắn ngủi cũng đủ để anh biết được mọi thông tin về Âu Dương Lạc. Anh vẫn khá hiểu người này. Thiếu chủ Âu Dương gia lòng dạ độc ác, trước mặt người khác luôn luôn bày ra dáng vẻ bất cần đời. Không ai có thể đoán được suy nghĩ của anh ta khi nhìn vào đôi mắt xanh nước biển kia, trừ phi gặp phải tình huống như bây giờ. Anh Âu Dương, Sở Quân Hàn chào hỏi. Âu Dương là không ngờ rằng lúc này Sở Quân Hàn lại ở cạnh Đường Bội, hơn nữa còn có thể lấy điện thoại của cô trong im lặng. Anh ta im lặng mấy giây, thu lại giọng điệu vừa rồi, đáp: Anh Sở. Là tôi. Sở Quân Hàn nhìn Đường Bội. Có chuyện này, tôi muốn hợp tác với anh Âu Dương, không biết anh có hứng thú hay không? Hồ, chẳng lẽ anh không sợ tôi đồng ý hợp tác với anh rồi lật lọng quay sang bán đứng anh hay sao? Tôi không sợ, Sở Quân Hàn nhàn nhạt nói. Ồ, Sở thiếu đúng là tự tin, Âu Dương Lạc trào phúng. Bởi vì chuyện này có liên quan tới Bội Bội, cho nên tôi tin anh tuyệt đối sẽ không lấy an nguy của cô ấy ra để làm trò đùa. Sở Quân Hàn không đếm xỉa tới giọng điệu giễu cợt của anh ta, lại hỏi: Sao đây? Được. Nghe thấy tên Đường Bội, quả nhiên Âu Dương Lạc nghiêm túc hơn rất nhiều, hỏi: Hợp tác thế nào? Lúc Sở Quân Hàn lấy điện thoại, Đường Bội đã nhìn qua laptop lần nữa. Thấy anh nói chuyện xong, cô quay đầu cười nhìn anh, hỏi: Thương lượng xong rồi? Ừ. Sở Quân Hàn trả điện thoại lại cho Đường Bội. Đường Bội cũng không hỏi rốt cuộc Âu Dương Lạc đã nói gì, chỉ vỗ vai một cái lên giường, nói: Nằm xuống tiếp đi. Bội Bội. Sở Quân Hàn không nghe lời. Anh từ từ ôm lấy Đường Bội từ sau lưng, cúi đầu hôn lên dái tai xinh xắn, khàn giọng nói: Để em thương lượng đội trác với Âu Dương Lạc, không bằng cứ để anh làm. Anh vừa nói vừa ôm Đường Bội chặt hơn. Thấy cô cười, lại hỏi: Bội Bội, em đang cười anh đấy à? Hả? Cười gì cơ? Đường Bội vẫn nhìn màn hình. Sao em lại cười anh chứ? Sở Quân Hàn chôn đầu vào vai cô. Anh im lặng một lát, lại nói: Thật ra thì lúc ở trên núi, khi ôm em vào lòng, anh rất vui. Tay anh rời khỏi bả vai Đường Bội, ôm lấy eo cô, giống như hồi trưa lúc nhảy ra khỏi xe, ôm chặt cô trong ngực mình. Khi đó anh cảm thấy em hoàn toàn dựa vào anh. Em chỉ có thể để anh bảo vệ. Bên em chỉ có anh. Anh thực sự vô cùng vui vẻ. Cảm anh đặt trên vai Đường Bội, lúc nói chuyện, hơi thở nóng bỏng phả vào tay cô, làm nó đỏ lên, cũng làm lòng cô ấm áp. Đường Bội khép laptop lại, hơi nghiêng đầu. Cô không thấy được biểu cảm của Sở Quân Hàn lúc này, nhưng cô có thể tưởng tượng được. Thật ra thì bọn họ rất giống nhau. Trước khi họ gặp nhau, đều độc lai, độc vãng. Bên cạnh không có ai có thể để mình yên tâm dựa vào. Đường Bội xoay người hôn Sở Quân Hàn, thấp giọng nói: Sao em lại cười anh được đây? Cô dựa vào ngực Sở Quân Hàn, ôm chặt lấy anh. Cô cũng đặt cằm lên vai Sở Quân Hàn, hai người dính chặt vào nhau, ấm áp và tương xứng. Đường Bội chớp mắt, dịu dàng nói: Em cũng rất vui, rất vui, rất vui. Thậm chí khi đó em còn cảm thấy dù có chết cũng không sao cả. Không. Sở Quân Hàn trầm giọng, anh nghiêng đầu hôn lên tai Đường Bội. Ông nội vẫn chờ chúng ta sinh cháu cố cho ông. Anh vừa nói vừa cắn tai Đường Bội. Bội Bội, anh cũng rất muốn có con. Rất muốn, rất muốn. Đường Bội cười khẽ. Người Sở Quân Hàn dần dần nóng lên, hơi thở phun bên tai cô cũng nóng. Đường Bội đột nhiên dùng lực đẩy anh ra một chút, cười nói: Lời ngon tiếng ngọt thì cũng vô dụng, hôm nay anh nhất định phải dưỡng thương. Nói xong cô không chút chần chừ, đè Sở Quân Hàn nằm lên giường. Bội Bội. Sở Quân Hàn ngoan ngoãn thuận thế nằm lên giường, nhưng vẫn không cam lòng, nắm lấy tay Đường Bội, vuốt ve tay cô. Có giả bộ đáng thương thì cũng vô dụng. Đường Bội cười. Bội Bội. Sở Quân Hàn kéo dài chữ Bội. Anh như thế này có chút đáng yêu, làm Đường Bội hơi siêu lòng.
Cô cúi người xuống, hôn một cái lên môi Sở Quân Hàn. Đây là sự an ủi cho đứa bé đáng thương. Nói xong cô nhảy xuống giường, ôm laptop vào lòng rồi nói: Nhưng mà bây giờ anh phải nghỉ ngơi rồi. Nói xong cô ôm laptop đi qua ghế salon. Sở Quân Hàn không nói gì nữa, cũng không xin gì nữa. Anh chỉ im lặng nằm trên giường nhìn đường bụi. Đường bụi thỉnh thoảng sẽ ngẩng đầu nhìn anh một cái. Lúc bốn mắt giao nhau, cô sẽ cười với anh. Sở Quân Hàn chưa từng nghĩ rằng chỉ yên lặng ở cùng nhau, không hề làm gì cũng ngọt ngào như vậy. Buổi tối lúc đi ngủ, rốt cuộc đường bụi cũng nằm ở bên cạnh anh. Cô cẩn thận điều chỉnh tư thế cho Sở Quân Hàn, bảo đảm không đụng vào vết thương của anh. Lúc này hai người mới rúc vào nhau ngủ say. Sáng hôm sau, đường bội bị Sở Quân Hàn đánh thức. Lúc cô mở mắt ra, Sở Quân Hàn đã cầm điện thoại di động đi ra ngoài ban công. Mấy phút sau, Sở Quân Hàn nói chuyện điện thoại xong, lúc đi vào phòng thì biểu cảm có hơi bất định, không nhìn ra được rốt cuộc là chuyện tốt hay chuyện xấu. Sao vậy? Đường bội ngồi dậy, vịn vai Sở Quân Hàn xoay người anh lại, cẩn thận kiểm tra vết thương của anh. Không có gì. Sở Quân Hàn im lặng một lúc mới nói: Vốn dĩ anh muốn từ từ, nhưng mà bọn chúng càng ngày càng phách lối, cho nên lần này anh sẽ một lưới bắt hết bọn chúng. À, nhanh như vậy sao? Đường bội nghiêng đầu nhìn Sở Quân Hàn. Chắc chắn vẫn chưa thể bắt được con cá lớn sau màn, nhưng trải qua lần này, tạm thời bọn chúng sẽ không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ quay xong bộ phim của chú thì em hãy nghỉ ngơi một thời gian. Nếu như cảm thấy buồn thì cứ quay quảng cáo sản phẩm của Sở Thị. Quay quảng cáo sản phẩm của Sở Thị? Ừ. Sở Quân Hàn không chút chần chừ gật đầu. Nghe thấy tiếng cười của đường bội, anh nói tiếp: Sở Thị có rất nhiều mỹ phẩm, mỹ phẩm dưỡng da và cả quần áo nữ. Nếu như em thấy chán thì cứ chọn cái mình thích trước. Nhưng mà em đừng nhận việc nữa nhé. Bất luận hôm qua có ngọt ngào như thế nào, bất luận lúc anh ôm đường bội, cảm nhận sự dựa dẫm toàn tâm toàn ý của cô, anh đã cảm thấy vui sướng bao nhiêu. Nhưng khi nhớ tới cảnh hôm qua, trong lòng Sở Quân Hàn vẫn nặng trĩu. Khó trách sao mà không ít diễn viên lại dùng quy tắc ngầm. Đường bội ôm lấy vai anh, nửa đùa nửa thật thò đầu ra trước, nhìn má Sở Quân Hàn cười nói: Thì ra là có kim chủ bao nuôi, công việc thực sự quá thuận lợi và dễ dàng. Tất nhiên em biết Sở Thị có rất nhiều sản phẩm, nhưng mà Sở đại thiếu có biết không, dù chỉ là làm đại diện cho một nhãn hiệu thôi, cũng sẽ có vô số diễn viên tranh đến sứt đầu mẻ trán. Sở Quân Hàn nắm lấy tay cô. Chuyện đường bội nói không phải là anh không biết. Trên thực tế, trước khi gặp đường bội, những diễn viên chủ động muốn leo lên giường anh chỉ tính trong nước thôi đã nhiều đến như cá dưới nước. Anh không biết. Cẩn thận kẻo ngã. Sở Quân Hàn cười đáp. Anh nói dối hay nhỉ? Đường bội cười, véo tai của Sở Quân Hàn. Để em nghĩ thử xem. Năm ngoái người phát ngôn cho mỹ phẩm CPD hình như là một nữ diễn viên quốc tế. Năm ngoái nữa, chính là nữ diễn viên quyến rũ đứng đầu bảng, đúng không? Anh không biết. Khóe môi Sở Quân Hàn hơi vểnh lên. Còn có quần áo cao cấp của Sở Thị, nghe nói người mẫu cũng là người có đường cong ma quỷ, gương mặt thiên sứ, có đúng không? Cô khẽ cắn lỗ tai của Sở Quân Hàn. Trước kia anh chưa bao giờ xem show diễn thời trang của nữ, năm nay chỉ có đi cùng với em thôi. Có lẽ là bọn họ đều rất sẵn lòng, lúc không có ai, đặc biệt trình diễn lại cho Sở Thiếu xem nhờ. Nụ cười trên mặt của Sở Quân Hàn sâu hơn. Anh biết không phải mình ảo giác. Trải qua chuyện hôm qua, đường bội đối với anh hình như đã thân hơn một ít. Mặc dù bọn họ đã làm chuyện thân mật nhất, nhưng những lúc thân mật thả lỏng như những đôi tình nhân bình thường khác như thế này thì thực sự rất ít. Còn có hãng xe nổi tiếng của Sở Thị, người muốn ngồi ghế lái để chờ Sở Thiếu chắc cũng đầy ra. Đường bội buông trái tay Sở Quân Hàn ra. Bội bội. Sở Quân Hàn bắt lấy tay cô, anh cúi đầu hôn lên trán cô, trầm giọng nói. Hôm qua là lần đầu tiên anh ngồi xe phụ nữ lái. Thật à? Đường bội nhướng mày, không giấu được ý cười trong mắt. Thật. Sở Quân Hàn cúi đầu hôn lên môi cô. Ánh nắng ban mai chiếu vào gò má hai người, tất cả thật ấm áp, yên lặng và tốt đẹp. Bội bội. Sở Quân Hàn tách khỏi đường bội, thấp giọng nói. Trước đây rất lâu,
trong mắt anh đã chỉ có thể chứa một người. Những người em nói, cho dù họ nổi tiếng hay xinh đẹp và quyến rũ như thế nào đi chăng nữa, thì cũng không ai có thể lọt vào mắt anh. Anh đưa tay dịu dàng vén tóc cho Đường Bội, áp trán mình lên trán cô, nhìn vào mắt cô dịu dàng nói. Đàn ông sở ra rất ngốc. Em nhìn chú của anh thì biết, yêu một người sẽ chỉ biết có một người, đến chết cũng không thay đổi. Đây là lời hứa của Sở Quân Hàn dành cho Đường Bội, rất giản dị, cũng là lời thề ngọt ngào nhất. Hai người trao nhau nụ hôn dưới ánh nắng ban mai. Ngày đó ánh mặt trời ấm áp, năm tháng yên bình, tất cả đẹp như một bức tranh. Ngày hôm đó Đường Bội cũng không đi ra ngoài nữa. Lúc xế chiều, Văn Tư Miểu có tới một chuyến. Âu phục vốn thẳng thớm đã có nhiều vết nhăn, đáy mắt xuất hiện quầng thâm nhạt, hình như đã cả đêm không ngủ, dáng vẻ rất uể oải. Nhìn Đường Bội ngồi trên ghế salon, Văn Tư Miểu khách sáo chào hỏi cô, rồi lập tức báo cáo với Sở Quân Hàn. Lúc hai người nói chuyện cũng không tránh mặt Đường Bội. Hai người nói chuyện tới giờ cơm tối, Đường Bội rời mắt khỏi laptop, nhìn Sở Quân Hàn đang nói chuyện với Văn Tư Miểu. Cho dù bận cỡ nào thì cũng phải ăn cơm tối chứ. Vậy tôi đi trước, Văn Tư Miểu vội vàng nói. Ở lại ăn cơm đi, Sở Quân Hàn đóng tài liệu lại, nói với Văn Tư Miểu. Ăn cơm xong rồi hẵng về. Văn Tư Miểu chớp mắt, suýt chút nghĩ là mình nghe lầm. Cũng không phải là do Sở Quân Hàn là một ông chủ khắt khe với cấp dưới. Ngược lại, Sở Quân Hàn đối xử với đám người Văn Tư Miểu rất tốt. Mặc dù lượng công việc hơi lớn một chút, nhưng bỏ ra nhiều, nhận lại cũng nhiều. Nhưng Sở Quân Hàn là tinh anh của Sở gia, nhận hết tất cả mọi giáo dục tốt đẹp, có thể quản lý sở thị đâu vào đấy, đối nhân xử thế cũng hoàn toàn không thành vấn đề, có phong độ, có chừng mực. Nhưng lời nói kiểu này, Văn Tư Miểu thực sự là lần đầu tiên được nghe từ miệng của bố nhà mình. Sao? Sở Quân Hàn đã để tài liệu qua một bên, cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của Văn Tư Miểu, nước mắt nhìn hắn, lạnh nhạt hỏi. Không, không có gì. Cảm ơn sở thiếu, Văn Tư Miểu vội vàng nói. Suy nghĩ một chút, hắn quay đầu nhìn Đường Bội, cười gật đầu. Cũng cảm ơn cô Đường. Đường Bội nhíu mày nhưng không nói gì. Ăn cơm tối xong, Văn Tư Miểu chủ động chào tạm biệt. Sở Quân Hàn và Đường Bội đi dạo quanh biệt thự một lúc, rồi hai người cùng trở về thư phòng. Ngày nào anh cũng có nhiều việc, Đường Bội không làm phiền anh, chỉ yên tĩnh ngồi đó xem sách. Tới tối khuya anh mới làm xong mọi chuyện, trở lại phòng ngủ. Bội Bội, lúc nằm xuống giường, Sở Quân Hàn nhớ ra một chuyện. Anh ôm Đường Bội vào lòng mình, thấp giọng nói. Từ ngày mai Hàn sẽ không có chuyện gì nữa, nhưng mà em cũng phải cẩn thận nhé. Được, Đường Bội mơ hồ đáp. Gần đây cô luôn như vậy, vừa rồi ở trong thư phòng cũng thế, nhiều lần suýt chút thì ngủ trên salon, bây giờ đầu chạm xuống gối nằm, chưa tới một phút thì cô đã ngủ. Nếu nói theo lời của Sở Quân Hàn thì ngày hôm sau lúc tới phim trường, nếu như chuyện xảy ra ngày hôm trước không hề ảnh hưởng tới cô. Nhân viên đoàn phim nhìn thấy cô, ai cũng chào hỏi cô. Sở Dực Thành vẫn tới rất sớm, hôm nay không có phân cảnh của Cố Diệp nên không nhìn thấy hắn. Một ngày quay phim sóng im biển lặng, không có một chút khó khăn, liên tục 3 ngày quay vô cùng thuận lợi. Vết thương trên đầu gối của Đường Bội vốn không nặng nên đã sớm kết vảy. Những chỗ chảy trên người Sở Quân Hàn cũng không nghiêm trọng lắm, tất cả đều đi theo chiều hướng tốt. Lễ kỷ niệm thành lập của sở thị cũng đến rất nhanh. Hôm nay Đường Bội phải quay ngoại cảnh, Cố Diệp liên tục mấy ngày không tới hôm nay cũng xuất hiện. Địa điểm quay ngoại cảnh là trong sân vườn của một ngôi biệt thự. Đường Bội thay quần áo xong, khi đi ra thì thấy Cố Diệp đang đứng bên cạnh Sở Dục Thành. Cô đi về hướng bọn họ, hình như hai người đang nói cái gì đó. Chú ý tới ánh mắt của cô, Sở Dực Thành quay đầu nhìn cô, cười vẫy tay. Mấy ngày không gặp, Cố Diệp đã gầy đi một chút, nhưng điều này không làm giảm sự đẹp trai của hắn. Hoặc có lẽ là Cố Diệp chán chường mệt mỏi, nhìn càng đẹp trai và có sức hút hơn. Vốn dĩ vẻ đẹp của hắn đã có chút lưu manh, lúc này khóe môi lại nhích lên, ngẩng đầu cười với Đường Bội, đôi mắt sáng rỡ, nhìn càng thêm tà tứ. Hình như đã mấy ngày không gặp, Cố Diệp cười với Đường Bội. Đường Bội cũng cười lại, từ từ đi tới bên cạnh Sở Dực Thành. Cô không nhìn Cố Diệp, sẽ gặp vấn đề, trừ Sở Dực Thành sợ rằng không còn mấy người biết. Nhưng Cố Diệp lại dùng ánh mắt ân cần nhìn cô. Vết thương khỏi chưa? Không chỉ là Đường Bội, ngay cả Sở Dực Thành cũng đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn Cố Diệp.
Cố Diệp giơ hai tay lên, vô tội cười nói: "Hết cách rồi, bị người Sở gia vặn hỏi 2 ngày 1 đêm, cho dù tôi không muốn biết thì cũng biết rồi." Hắn nhìn vào mắt Đường Bội, nụ cười trên mặt không hề chạm đến đáy mắt. Một nửa kia của cô Đường quả nhiên vừa mạnh mẽ vừa cường thế. Cố Diệp nói xong không ở lại lâu, hắn xoay người đi về hướng hậu trường, để lại Đường Bội và Sở Dực Thành 4 mắt nhìn nhau. Sở Quan Hàn điều tra Cố Diệp, thành thật mà nói, Đường Bội không thấy bất ngờ. Nhưng thân là một người mới trong giới, dù là bất kỳ ai cũng nhìn ra, sau lưng Cố Diệp chắc chắn có một người chống lưng đáng gờm, nhưng mà không chút kiêng kỵ, biểu hiện sự bất mãn với Sở gia trước mặt đạo diễn Sở, thực sự không sao sao? Đường Bội và Sở Dực Thành cũng nhìn ra sự nghi ngờ trong mắt nhau. Anh ta... Đường Bội nghiêng đầu, nhìn màn hình trước mặt Sở Dực Thành, máy quay ở hiện trường đã được điều chỉnh, giữa màn hình chính là dáng người cao gầy của Cố Diệp. Xem ra hình như là tức giận, Sở Dực Thành tỉnh bơ nói. Đường Bội nhíu mày, một suy nghĩ xẹt qua trong đầu. Ngay trước mặt chú và con, trực tiếp biểu lộ sự bất mãn. Nhìn dáng vẻ của Văn Tư Miểu, thực sự có hơi nóng này, Sở Dực Thành lại nói. Nói thế nào? Thời gian chú ở trong giới giải trí này không ngắn, Sở Dực Thành vừa chỉnh góc quay vừa nói với Đường Bội. Có bối cảnh, có hậu đài, tài hoa hơn người, nhan sắc hơn người, chú đã gặp nhiều người còn giỏi hơn Cố Diệp. Nhưng cái giới này không phải chỉ có bấy nhiêu là đủ. Muốn đứng vững trong cái giới này, tất nhiên những thứ đó rất quan trọng, nhưng tình cảm và chỉ số thông minh của bản thân cũng khá quan trọng. Đường Bội yên lặng gật đầu. Bây giờ là thời đại công nghệ, một diễn viên nổi tiếng như thế nào, nếu như không thể kéo dài ánh sáng, muốn tẩy chay người đó thực sự quá dễ. Nhưng nếu như đắc tội một ông lớn, thì tiền đồ cả đời có thể nát trong một giây. Sở Dực Thành vừa nói vừa híp mắt lại. Quân Hàn chính là ông lớn trong lời chú nói. Đường Bội không nói gì, sau lưng Cố Diệp có hậu đài, chuyện này không thể nghi ngờ. Lúc trước mặc dù hắn biểu hiện mình là người vì cái lợi trước mắt, nhưng có thể nhìn ra hắn là một người vô cùng thông minh. Theo lý mà nói, lúc này Sở Dực Thành lại nói, trừ phi cậu ta vốn không coi cái giới này ra gì, làm diễn viên chỉ để chơi đùa, vậy thì chú tin rằng cậu ta thực sự có thể để lộ sự vui buồn, mừng giận của mình. Cố Diệp không phải chỉ là chơi đùa thôi chứ, Đường Bội nói. Cho nên chúng ta cần phải nghĩ cho kỹ. Sở Dực Thành quay đầu nhìn Đường Bội. Anh ta từng là tiểu thiếu gia của Sở gia, là đứa con út mà ông cụ Sở vô cùng coi trọng, tài hoa hơn người, thông minh tuyệt đỉnh, từng là người thừa kế mà Sở gia vô cùng xem trọng. Từ khi Đường Bội biết anh ta đến nay, anh ta lãnh ngạo và độc lập, chìm đắm vào tình xưa của mình là Thích Bạch Phong. Lúc này mắt hơi híp lại, ánh sáng lạnh chợt lóe trong mắt, nhìn vào giống như biến thành người khác vậy. Vậy ý của chú là? Đường Bội trầm ngâm chốc lát vẫn hỏi. Hoặc là cậu ta đang tức giận, ngay cả tiền đồ cũng không thèm để ý. Vậy con có thể đi hỏi thử xem rốt cuộc Văn Tư Miều đã làm gì cậu ta, hoặc cậu ta cố ý biểu hiện như thế này trước mặt chúng ta. Bọn Văn Tư Miểu hoàn toàn không bắt được nhược điểm gì từ chỗ Cố Diệp, cho nên chỉ có thể thả cô ta về. Vậy nếu như Cố Diệp thực sự không có vấn đề gì, hoặc là thế lực sau lưng anh ta so với sự tưởng tượng của chúng ta còn lớn hơn, sâu hơn, cho nên chúng ta mới không tra ra được cái gì. Đường Bội nghe vậy chắc chắn nói. Không sai. Sở Dực Thành cười một tiếng. Anh ta ngồi xuống ghế. Bội Bội, còn cẩn thận một chút. Anh ta tin tưởng trải qua chuyện hôm đó, chắc chắn Sở Quân Hàn sẽ tăng cường bảo vệ an toàn cho Đường Bội. Nhưng là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng, nhất là còn do người mình làm. Vâng, Đường Bội gật đầu. Hôm nay cảnh quay của cô rất đơn giản. Quay xong màn ngoại cảnh cuối cùng, nhân viên trường quay bắt đầu dọn dẹp đồ đạc. Nhưng họ nhanh chóng sắp phát hiện, càng lên cao máy bay lại không có dấu hiệu trở về điểm xuất phát. Mọi người nhận ra điều kỳ lạ. Phát hiện không thích hợp, đầu tiên là phó đạo diễn Sư Học Lâm. Sư Học Lâm luôn luôn bình tĩnh, lúc này lại có phần bối rối, bước nhanh đến bên cạnh Sở Dực Thành, ngẩng đầu lên nhìn máy bay càng lúc càng lên cao, hỏi: "Đạo diễn Sở, máy bay phải nên quay lại lâu rồi mới đúng chứ?" Sở Dực Thành ngẩng đầu nhìn trời, máy bay đã trở nên rất nhỏ, càng lên cao nhìn càng giống diều giấy mà trẻ con thả. Anh ta lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Văn Tư Miểu. Tư Miểu, Sở Dực Thành không chào hỏi, nhanh chóng hỏi: "Các cậu nói với phi công trực tiếp đưa Bội Bội về à?"
Chuyện này không phải là không có khả năng. Bên kia điện thoại, Văn Tư Miểu lập tức sửng sốt nói. Không có. Hắn lập tức hỏi lại, có phải đã xảy ra chuyện gì không? Máy bay càng lên càng cao, dường như không trở về. Cậu hỏi quân hàn thử xem. Được. Văn Tư Miểu cúp điện thoại. Sở Dực Thành mới cúp điện thoại thì nó lại nhanh chóng vang lên. Lúc này là giọng điện thoại của Sở Quân Hàn. Chú. Giọng điệu của Sở Quân Hàn có phần gấp gáp, nghe như là đang đi ngoài đường. Con lập tức tới ngay. Có thể liên lạc được với Bội Bội không? Cô ấy không mang theo điện thoại di động. Phát hiện điều kỳ lạ, Lục Tử Mạc cũng đã chạy đến. Nhìn thấy ánh mắt Sở Dực Thành liền vội vàng nói. Lúc Đường Bội bóng phim, điện thoại và đồ dùng cá nhân đều giao cho Lục Tử Mặc giữ. E là không thể. Sở Dực Thành nặng nề nói với Sở Quân Hàn qua điện thoại. Chú. Giọng của Sở Quân Hàn trở nên nghiêm túc. Bội Bội có thể xảy ra chuyện. Sở Quân Hàn chán nản nắm chặt điện thoại. Văn Tư Miểu đi theo sau lưng anh ta cũng không dám thở mạnh. Lúc trước trừng phạt những kẻ quấy rối kia có mức thuận lợi, hoặc là nói toàn bộ Sở gia đã quá lâu không đối mặt với sự khiêu khích như thế. Quen được mọi người tôn trọng, đi đến chỗ nào mọi người cũng kính sợ. Cho dù lúc ấy biết không hoàn toàn bắt được thế lực ở phía sau, nhưng cứ nghĩ rằng giết gà dọa khỉ thì đối phương sẽ thu liễm lại. Nhưng không ngờ rằng nhanh như vậy mà bọn họ đã tiếp tục hành động. Sở Quân Hàn bước nhanh hơn. Nếu như Đường Bội thực sự xảy ra chuyện gì, anh không dám nghĩ tiếp. Càng lúc càng có nhiều nhân viên chú ý tới bên này. Trừ Sư Học Lâm, tất cả những người khác đều vây quanh Sở Dực Thành. Đạo diễn Sở, xảy ra chuyện gì vậy? Vẻ mặt của Sở Dực Thành vô cùng nghiêm túc, nhưng không nói gì. Anh ta cất điện thoại. Lúc này Sở Quân Hàn chạy tới. Nhưng mà có được gì không? Anh ta ngửa đầu nhìn máy bay càng lúc càng cao, rồi dần biến thành một chấm nhỏ. Có thể thấy đây là một âm mưu vô cùng rõ ràng. Hôm trước là xe, hôm nay là chiếc máy bay tư nhân đã được Sở Quân Hàn kiểm tra tỉ mỉ. Anh ta có thể đoán ra, sắp tới đây chắc chắn Sở Thị sẽ trải qua một cuộc gột rửa to lớn. Sắc mặt Sở Dực Thành càng thêm nghiêm túc. Tài xế của Sở Quân Hàn đang gọi trực thăng tới. Văn Tư Miểu nhìn mặt Sở Quân Hàn càng lúc càng lạnh, mồ hôi lưng chảy ra như mưa, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Sở thiếu, vì phòng ngừa, cô Đường có mang theo dụng cụ nhảy dù, cho dù không may xảy ra chuyện, hẳn là... Sở Quân Hàn lạnh lùng nhìn Văn Tư Miểu, ánh mắt lạnh thấu xương, làm Văn Tư Miểu không rét mà run, không thể nào nói câu tiếp theo. Với lại kiểu an ủi như thế này, thực sự là có hơi dư thừa. Sở Quân Hàn đưa tay xoa trán mình, trầm giọng hỏi. Trực thăng thì sao? Đã gọi tới chưa? Dạ, lúc chúng tôi tới đây thì trực thăng cũng tới rồi. Bác sĩ, cũng tới rồi. Sở Quân Hàn gật đầu, không nói thêm gì nữa. Bên ngoài, anh vẫn tỉnh táo. Nhưng Văn Tư Miểu ngồi bên cạnh anh thấy rõ, đôi tay đặt trên đầu gối của Sở Quân Hàn đã nắm chặt thành quyền, gân xanh trên mu bàn tay nổi lên, khớp xương tái nhợt. Dưới đôi mắt lạnh lùng chính là sự hoảng hốt, tàn bạo và gió lốc như bão tố. Anh lúc này chỉ là đang miễn cưỡng làm cho mình tỉnh táo. Cô Đường muôn ngàn lần không thể xảy ra chuyện, Văn Tư Miểu lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Hắn thực sự không dám tưởng tượng nếu như Đường Bội thực sự xảy ra chuyện gì thì sẽ mang đến hậu quả gì. Lúc này Đường Bội đang vô cùng tỉnh táo, đứng trên máy bay tư nhân của Sở gia. Đứng bên cạnh cô là một trong những trợ lý của Sở Dực Thành cùng với hai nhân viên đoàn phim. Máy bay càng lúc càng lên cao, buồng lái và khoang hành khách đã bị ngăn bởi một cánh cửa thật dày. Dựa vào sức của người bình thường là tuyệt đối không thể mở nó ra. Cô Đường, bây giờ chúng ta đi đâu đây? Trợ lý run rẩy hỏi. Trong lòng ba nhân viên ở đây đều có suy nghĩ giống nhau, đều nghĩ rằng do bên trên ra lệnh, sau khi quay xong trực tiếp đón Đường Bội về, chẳng qua là quên để bọn họ xuống thôi. Đường Bội nhìn lướt qua ba nhân viên, nhìn ba đôi mắt tràn đầy mong đợi. Lời cô sắp nói đối với bọn họ mà nói chắc là vô cùng tàn nhẫn. Tôi cũng hy vọng như vậy, là có người muốn đùa giỡn. Nhưng chúng ta phải chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất. Cô vừa nói vừa xác nhận một lần nữa. Cửa máy bay đóng rất chặt, có thể thấy cửa đã bị khóa từ phía buồng lái. Cái gì gọi là chuẩn bị cho tình huống xấu nhất? Trợ lý kia nuốt nước miếng, run giọng hỏi. Đường Bội nhìn trợ lý. Đây không phải là một trò đùa, mà là có người cố ý làm như vậy. Mục đích của họ có lẽ
là muốn mạng của tôi. Ba người còn lại đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Đường Bụi vẫn vô cùng tỉnh táo. Trợ lý không kìm được mà nhìn cô, cẩn thận hỏi: Cô Đường, cô đang đùa với chúng tôi sao? Cả đoàn phim đều biết Đường Bụi mặc dù là người mới nhưng lai lịch không nhỏ, cho nên dù cô lúc nào cũng hiền hòa nhưng mọi người đối với cô rất khách sáo. Nhưng Đường Bụi chưa bao giờ ý thế hiếp người, cũng chưa bao giờ dở thói ta đây, luôn phối hợp với đoàn phim, cho nên tiếp xúc thời gian dài, mặc dù bọn họ vẫn không thể coi là bạn, nhưng bọn họ cũng rất muốn gần gũi với Đường Bụi. Đường Bụi lắc đầu, cô từ từ đi tới cửa sổ thủy tinh cạnh buồng lái, nhìn ra bên ngoài, có thể nhìn ra máy bay càng lúc càng lên cao. Cô lại không mang theo điện thoại cho nên không thể xác định vị trí hiện tại và liên lạc với người bên dưới được. Cô nhìn một vòng, trong đầu hiện lên vô số ý nghĩ. Nhưng đã trải qua nhiều lần huấn luyện dã ngoại, lúc này so với ba người đàn ông đằng kia, cô lại bình tĩnh hơn nhiều. Cô Đường, trợ lý và hai người kia thương lượng với nhau xong, lại quay sang nhìn Đường Bội hỏi: Vậy bây giờ cô có tính toán gì? Mọi người có dụng cụ nhảy dù không? Đường Bội quay đầu lại hỏi họ. Mấy người kia trố mắt nhìn nhau, ai cũng lắc đầu. Đường Bội nhanh chóng quyết định: Phía dưới chỗ ngồi có dụng cụ nhảy dù, chúng ta phải chuẩn bị sẵn sàng. Vừa nói cô vừa lấy túi nhảy dù ra, nghiêm túc nói: Tôi chỉ mọi người cách sử dụng và điều cần chú ý. Cô Đường. Đường Bội mới nói mấy câu, một người khác đã lên tiếng: Người kia, không phải người kia chỉ muốn bắt cô thôi sao? Chắc là họ không nhắm vào chúng tôi đâu. Mặt hắn đã tái nhợt, hai chân run rẩy. Vấn đề này được người hỏi ra, người đó nhìn xuống sàn, giọng càng lúc càng nhỏ, đầu cúi thấp xuống, mắt đảo quanh, hoàn toàn không dám nhìn Đường Bội. Nếu thực sự là như thế, vậy thì không thể tốt hơn rồi. Nhưng nếu như chỉ vì muốn bắt làm con tin, thì lúc này bọn họ nên lộ diện rồi mới phải. Tôi cũng hy vọng mục đích của đối phương là vậy. Nhưng bây giờ sợ rằng... Cô nhìn về phía cửa buồng lái. Bất luận thế nào, chuẩn bị trước sẽ có thêm hy vọng. Cô Đường nói không sai. Trợ lý lập tức nói. Anh và Đường Bội so ra thì thân hơn với những người này. Biết Đường Bội là người không bao giờ nói dối, lúc này liền nói: Nhiều cách chạy trốn thì hy vọng sẽ lớn hơn. Ừ. Đường Bội gật đầu, cô cầm túi nhảy dù bắt đầu giảng giải tiếp. Cả người vừa đặt câu hỏi cũng bắt đầu nhìn túi màu đen lớn trong tay cô. Đường Bội tận lực dùng những từ ngữ đơn giản nhất để giải thích, nhanh chóng nói xong cách sử dụng và điều cần chú ý. Hiểu chưa? Nói xong cô lại kiên nhẫn hỏi một lần. Ba người nhìn thấy sự nghiêm túc trên mặt Đường Bội, rối rít gật đầu. Được. Đường Bội vác túi nhảy dù lên lưng, sau đó nhìn ba người kia, thấy họ chuẩn bị xong mới chậm rãi đi về phía buồng lái. Cô quay đầu tỏ ý bảo ba người kia lui về sau, lúc này mới gõ lên cửa buồng lái. Cửa thép giật giày không hề mở ra, nhưng bên này một ô cửa sổ nhỏ lại xuất hiện. Cửa sổ bị bịt kín, Đường Bội hoàn toàn không thể nghe ra đối phương đang nói gì. Bên kia cửa sổ là mặt của một người đàn ông trung niên. Đó là một gương mặt bình thường, nếu như ném vào đám đông sợ rằng sẽ nhanh chóng chìm vào biển người. Người này chính là cơ trưởng, bên cạnh ông ta chính là phi công, đưa lưng về phía người đàn ông trung niên, ra dấu ok. Người đàn ông trung niên nhích môi nhìn Đường Bội. Lúc ông ta cười, gương mặt không còn bình thường như vậy nữa. Miệng cười nhưng đôi mắt lạnh lùng kèm theo chút tà tứ. Đường Bội nhìn thẳng vào mắt người đó, nói chậm từng chữ. Tại sao? Ông ta cũng cười, nụ cười không giống với con người. Lúc cười còn mang theo sự đùa cợt và khinh rẻ. Ai kêu cô là người yêu của người kia chứ? Ông ta cũng học theo dáng vẻ của Đường Bội, như đang chơi đùa, nói từng chữ. Các người muốn đối phó Sở ra, vậy hãy để ba người kia đi. Người đàn ông trung niên cười như điên. Mặc dù không nghe được tiếng cười của ông ta, nhưng chỉ cần nhìn mặt Đường Bội cũng biết ông ta đang cười nhạo mình. Gia chủ Sở ra tại sao lại có một con tình nhân ngây thơ như vậy? Ông ta cười một lúc lâu mới ngừng, chậm rãi nói. Có người nói cô là điểm yếu duy nhất của hắn. Thì ra không phải là nói láo. Người đàn ông trung niên dừng một chút, khinh thường. Ở bên cô, hắn đúng là đã bị tình yêu làm cho choáng váng đầu óc rồi. Đường Bội im lặng nhìn ông ta. Cô không nói thêm gì nữa, nhưng chỉ cần nhìn vào mắt cũng đủ thấy hiện tại đối phương đã thẹn quá hóa giận. Nụ cười biến mất hoàn toàn khỏi mặt ông ta.
hung tợn nhìn Đường Bội. Muốn trách thì trách người yêu của mày đi. Chuyện táng tận lương tâm gì cũng làm, sớm muộn gì cũng gặp báo ứng. Bệnh thần kinh. Đây là lần đầu tiên Đường Bội mắng chửi người khác ở nơi công cộng. Cô cảm thấy mình hoàn toàn không thể hiểu được lối suy luận của người này. Trả thù Sở Quân Hàn nhưng lại 5 lần 7 lượt ra tay với cô. Trừ hèn nhát, trừ bệnh thần kinh, cô không thể tìm được từ nào để hình dung. Cô xoay người lại, biết bên kia buồng lái có thể nghe được cuộc đối thoại của bọn họ nên không nói gì thêm. Người đàn ông trung niên tất nhiên nhìn ra ba chữ cuối cùng Đường Bội nói, cũng nhìn thấy sự khinh thường trên mặt cô. Nhưng ông ta không có phản ứng gì, chỉ dùng đôi mắt độc ác như nhìn người chết, nhìn vào lưng Đường Bội, đến khi thấy cô dẫn ba người kia đi về phía cửa, nhích môi, nở nụ cười ác độc. Muốn nhảy dù, đâu có dễ như vậy. Cửa máy bay đã bị khóa kín, nếu như ông ta không mở, muốn đi ra từ máy bay, nằm mơ giữa ban ngày. Đường Bội nhanh chóng phát hiện ra vấn đề này. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trung niên, nhìn thấy nụ cười ác độc và đắc ý của đối phương thì đột nhiên mỉm cười. Cô đưa tay vào ngực, từ từ lấy ra một món đồ xinh xắn. Đôi mắt của người đàn ông trung niên đột nhiên thay đổi. Mặc dù cách một khoảng, nhưng Đường Bội muốn để ông ta thấy rõ, nên thoải mái biểu diễn trước mặt ông ta. Thần thục lắp đạn lên nòng, trong tay Đường Bội là cây súng lục hoàng kim tinh xảo vô cùng. Bị bọn bay phục kích 2 lần, sao tao có thể không có chút phòng bị nào chứ? Đường Bội cười, tay cầm súng vững vàng chỉ về hướng cửa máy bay. Đôi mắt cô xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, ước đoán độ cao, nhàn nhạt nói: nhớ lời tôi vừa mới nói, không được hoảng hốt, đi theo sau tôi, từng bước nhảy xuống. Được. Sắc mặt ba người tái nhợt nhưng không chút nghi ngờ gật đầu. Vừa rồi mặc dù Đường Bội và người nọ trao đổi không tiếng động, nhưng bọn họ đứng bên cạnh lại có thể thấy được rõ ràng. Họ biết, tin tưởng đối phương đại phát thiện tâm còn không bằng tin tưởng vào Đường Bội. Đường Bội cầm súng rất ổn. Ba người kia lập tức nhận ra đây tuyệt đối không phải là lần đầu tiên cô cầm súng. Lòng tin của bọn họ đối với cô lại tăng thêm một chút. Bằng, tiếng súng vang lên, không chút chần chừ, viên đạn nhanh chuẩn bắn trúng cửa máy bay, hoàn toàn không cho đối phương bất cứ cơ hội do dự nào. Đường Bội đã đeo súng vào người, nhào tới phía trước. Khóa điện tử của cửa máy bay bị bắn vào lập tức mở ra, luồng gió như có thể cắt sạch mặt người ta tràn vào khoang máy bay. Nhảy! Tiếng của Đường Bội từ trong gió truyền tới, không quá nửa giây, tiếng cô nghe đã xa hơn nhiều. Gió gào thét tràn vào khoang, gió trên trời cao so với gió mọi người tiếp xúc lúc dưới mặt đất hoàn toàn khác nhau. Trên máy bay, ba người nước mắt nhìn nhau, vẻ mặt vốn đã tái nhợt lúc này càng thêm khó coi. Người đàn ông lúc đầu nghi ngờ Đường Bội, tóc bị gió thổi rối tung, ngay cả suy nghĩ cũng rối theo. Chúng ta chẳng lẽ thực sự phải nhảy sao? Gió trên trời rất mạnh, cắt qua là mặt bọn họ đau rát. Đối với người chưa từng nhảy dù từ trên cao mà nói, quả thật vô cùng đáng sợ. Trợ lý nhìn người này một cái, rồi nhìn người còn lại. Anh ta nhớ lại chuyện vừa nãy trong buồng lái, vẻ mặt nghiêm túc lướt qua mặt hai người còn lại, nổi giận quát: nhảy! Nếu không thì chờ chết sao? Nói xong, anh ta nhìn qua người còn lại. Mặc dù sắc mặt người này vẫn hơi khó coi, nhưng cũng chấn định hơn người kia. Căng thẳng vác túi nhảy dù lên lưng, lùi mấy bước để lấy đà, nhảy ra khỏi cửa máy bay. Hai người còn lại trố mắt nhìn nhau, một người trong đó nhắm mắt một cái, cũng nối gót sau trợ lý nhảy ra ngoài. Cuối cùng chỉ còn lại một người trên máy bay. Cửa ngăn giữa buồng lái và khoang hành khách vẫn chưa được mở ra. Hắn thậm chí còn có thể nghe được tiếng hét giận dữ của người kia. Cuối cùng hắn cắn răng, sắc mặt thảm thiết, xông ra cửa máy bay. Trong khoang hành khách chỉ còn nghe được tiếng gió, chờ người đàn ông trung niên kia mở cánh cửa thép thật dài kia ra. Cả khoang đã sớm trống không. Ông ta nghiến răng xông về phía cửa máy bay, gió lớn đến mức suýt chút thổi bay ông ta. Ngay lúc này ông ta vẫn thấy rõ ràng, sau lưng bốn người vừa nhảy xuống, lần lượt xuất hiện những chiếc phao nhảy dù lớn. Dù để nhảy có 5 màu, giống như những đóa hoa khác nhau nở rộ giữa bầu trời xanh thẳm, tựa như đang cười nhạo vì bọn chúng thất bại trong gang tấc. Người đàn ông trung niên đấm lên cửa máy bay một cái. Ông ta thực sự không ngờ, một diễn viên nhỏ vừa bước chân vào giới giải trí mà lại dám mang theo súng, hành xử lại còn quyết đoán như vậy. Cũng không hề ngờ rằng một diễn viên mới bước chân vào giới giải trí mà lại can đảm và khí phách như thế này. Lúc điện thoại reo, ông ta nghiến răng bắt máy.
Giọng nam trong trẻo rõ ràng truyền qua từ bên kia điện thoại. Thế nào rồi? Mẹ nó, bọn chúng thoát rồi. Ông ta thở hổn hển chửi, không cam lòng nói. Không phải mày nói không có sơ hở sao? Mày có biết cô nàng kia lợi hại như thế nào không? Cô ta mang theo súng, một phát bắn hỏng cửa máy bay, mang theo ba người kia nhảy dù rồi. Bên kia điện thoại im lặng chốc lát, có lẽ cũng không ngờ lại xảy ra chuyện này. Ông đây cho là bọn chúng chết chắc rồi, còn để lộ mặt trước mặt con quỷ đó. Bây giờ mày nói tao phải làm sao đây? Người đàn ông trung niên hùng hổ nói. Còn nói cái gì mà không có sơ hở? Kế hoạch này của mày chỗ nào cũng có kẽ hở. Cô ta nhìn thấy mặt của ông rồi. Đối phương có hơi bất ngờ. Đúng vậy, tao cho là nó chết chắc. Còn quỷ kia thật lợi hại. Hai lần trước để nó chạy mất, xem ra không phải là tình cờ. Người đàn ông thần bí cười. Cười cái gì? Đổi lại là một diễn viên khác, chắc chắn đã sợ tới mức kêu cha gọi mẹ. Còn nó thì một phát bắn hư cửa máy bay, tay nghề cứng như vậy, rốt cuộc là từ đâu mà có? Nếu không ông cho là tại sao cô ta lại được Sở Quân Hàn coi như bảo bối? Người đàn ông thần bí nói. Hắn dừng một chút. Nhưng mà ông đã bị cô ta nhìn thấy mặt. Phòng ngừa bất chắc, cứ tránh mặt trước đi. Ừ, người đàn ông trung niên đáp, không phản đối. Bị đường bội thấy mặt tương đương với việc bị Sở Gia biết mặt. Ông ta không có cái gan đó. Tao nên đi đâu? Người đàn ông trung niên hỏi. Đi chỗ nào mới an toàn nhất, bảo đảm nhất đây? Người đàn ông thần bí ra vừa khó xử. Nhanh một chút đi, người đàn ông trung niên thúc giục. Có. Tôi biết một chỗ an toàn nhất, thích hợp nhất cho ông rồi. Chỗ bọn đường bội hạ xuống cách đó không xa. Lúc trên máy bay thì cô đã nói sơ với bọn họ nếu như lúc hạ xuống gặp phải địa hình hiểm trở thì cần phải làm gì. Vận may của bọn họ không tệ, rơi xuống phần lưng của một ngọn núi. Ở đây ánh mặt trời không chiếu tới, cây cối không nhiều. Đường bộ nhanh nhẹn cắt đứt dây nhảy dù, gom vào một chỗ. May mắn thật, thấy ba người kia còn chưa tỉnh hồn, cô an ủi nói. Ít nhất chúng ta cũng bình an rơi xuống đất. Ba người kia còn có chút thẫn thờ, bọn họ nhảy lên mấy lần, rốt cuộc mới có được cảm giác an toàn khi đứng trên mặt đất. Trợ lý nhìn quanh bốn phía, hoàn cảnh xung quanh trước tiên không nói đến tốt hay không tốt, nhưng có thể xác định đây là một nơi xa lạ. Anh ta không kìm được mà quay sang hỏi đường bội. Chúng ta phải làm sao bây giờ? Có ai mang theo điện thoại không? Đường bội hỏi. Tôi có. Có người lập tức trả lời. Hắn lấy một chiếc điện thoại từ trong túi ra. Không biết có phải tất cả vận may của họ đã dùng vào chuyện hồi nãy hết rồi hay không, mà bây giờ lúc mọi người chờ mong, hắn nhấn nút nguồn, đợi một lúc lâu nhưng không thấy có một chút phản ứng nào. Điện thoại này là đồ cùi bắp. Người nó vẫy vẫy điện thoại, ngượng ngùng nhìn đường bội. Hình như nó hư rồi. Đây chính là người lúc nãy ở trên máy bay hỏi đường bội có phải nếu như không có cô thì ba người bọn họ có thể an toàn hay không. Chuyện vừa xảy ra không có ai có thể quên nhanh như vậy. Nhưng hình như đường bội đã quên mất chuyện vừa rồi, cười nói. Không sao, rơi xuống từ độ cao như vậy, điện thoại bị hư cũng không phải là lỗi của anh. Mặc dù nói như vậy nhưng cô cũng biết tín hiệu ở đây rất yếu. Nhưng chỉ cần có thể mở máy, vậy cô liền có cách liên lạc với bên ngoài. Bây giờ trường nghề này, hai người còn lại, một người thì vác đồ, một người khác thì đưa tay lấy điện thoại mà đoàn phim phát cho để vào giỏ để tránh bị nhiễu tín hiệu. Bốn người bọn họ không ai có thể tìm ra một cái điện thoại có thể sử dụng, thực sự là làm cho người ta không biết làm sao. Đường bội biết lúc này mình là đầu não của cả nhóm. Đây là một nơi hoàn toàn xa lạ, lại vừa mới trải qua chuyện vừa rồi. Nếu như cô mất đi niềm tin trước, vậy ba người kia nhất định sẽ suy sụp. Cô không tiếp tục quan tâm tới vấn đề này nữa, bắt đầu dò xét bốn phía. Chỗ bọn họ đang đứng là phía sau của một ngọn núi không biết tên. Đi vòng qua sườn núi chính là một mảnh rừng lớn. Lúc ở trên máy bay, dài như đã trôi qua một thế kỷ, nhưng thực chất lại không có bao lâu. Đây là cảnh quay đầu trong buổi sáng của đường bội. Lúc ngẩng đầu nhìn lên mà trời vẫn còn đang treo cao. Mấy giờ rồi? Cô quay đầu hỏi. 11:15. Trợ lý lập tức đáp. Đường bội gật đầu. Cô mượn ánh mặt trời và tàng cây phân biệt được phương hướng, dẫn ba người còn lại đi về phía thành phố S. Nhưng nơi này cách thành phố S bao xa không ai có thể nói rõ.
nhìn cây cối xung xuê, có thể thấy khu rừng này chưa từng được khai phá, chắc chắn không phải địa điểm du lịch. Bọn đường bội đi một lúc lâu nhưng không hề thấy được chút dấu tích nào thuộc về con người. Ba người kia, trợ lý trưởng quay gọi là Đặng Văn Binh, người này thân quen với đường bội hơn hai người kia một ít. Hai người còn lại đều là nhân viên của đoàn phim, một người tên là Trương Hòa Chính, người nghi ngờ đường bội trên máy bay gọi là Chu Kỳ. Mặc dù cũng không thể xem là thân quen, nhưng mỗi ngày đều chạm mặt nhau. Bốn người đi một lúc, có lẽ là vì vừa mới trải qua chuyện kia nên mối quan hệ cũng tốt hơn một chút. Cánh rừng chưa từng bị khai phá, làm lòng người ta cũng thư thái hơn, nói cũng dần nhiều hơn. Không ngờ kế thành phố S lại có một chỗ như thế này, Đặng Văn Binh nói. Đúng vậy, Chu Kỳ vẫn luôn có chút lo lắng. Mặc dù lúc trên máy bay hắn không nói rõ, nhưng rõ ràng là có ý muốn bỏ lại đường bội, chỉ nghĩ cho mình. Hắn cảm thấy lúng túng, lúc này nói chuyện cũng mang theo chút lấy lòng. Hôm nay chúng ta nhảy dù kích thích như vậy, còn có thể tới chỗ xinh đẹp như thế này chơi một ngày, cũng là nhờ phúc của cô Đường. Đường bội mỉm cười. Cô là người từng tham gia huấn luyện dã ngoại nghiêm khắc. Dưới cái nhìn của cô, tình huống không lạc quan như vậy. Đầu tiên là cánh rừng này không phải nằm ở ngoại ô thành phố S. Lúc ấy mặc dù máy bay cứ luôn lên cao, nhưng đã bay bao xa không ai biết rõ. Hơn nữa nếu như lúc ấy nhân viên đoàn phim không theo dõi máy bay sát sao, và hai người trong buồng lái rõ ràng là cùng một phe, cho dù bọn sở quân Hàn lấy được tin tức mà chạy tới, cũng không nhất định có thể truy tìm được tung tích của máy bay. Cho nên dưới cái nhìn của cô, tình huống tốt nhất bây giờ chính là sau khi ra khỏi cánh rừng này, họ có thể đến được chỗ có người. Nhưng mất thời gian bao lâu, họ mà nói rõ. Nhưng mà nhắc mới nhớ, Đặng Văn Binh thân với đường bội hơn, lúc hỏi cũng trực tiếp hơn nhiều. Cô Đường, lúc đó cô đúng là quá quyết đoán, thực sự làm chúng tôi giật mình. Anh ta dừng một lúc rồi ngượng ngùng nói tiếp. Thành thật mà nói, trước kia tôi cũng xem mấy video liên quan tới cô. Cô quả thật rất đẹp. Nhưng nói thật, đừng thấy tôi chỉ là một trợ lý nhỏ bé, nhưng thứ tôi nhìn thấy trong giới này, đoàn phim tôi từng làm cũng đã khá nhiều. Những đoạn video như thế thường được xử lý rất nhiều lần, bất luận muốn thế nào cũng được, cho nên tôi không tin lắm. Đúng vậy, hai người khác cũng nói, trước kia chúng tôi cũng thấy những đoạn quảng cáo như thế này không đáng tin. Đồng bội bật cười. Cũng bình thường thôi, ngây ngô trong giới này lâu, cái nào là thật cái nào là giả thực sự không dễ phân biệt. Nhưng mà trải qua chuyện hôm nay tôi đã hiểu rồi. Đặng Văn Binh không kiềm được mà lại nhìn đường bội một cái. Cô đang mặc quần áo của Bạch An. Bạch An đau lòng tuyệt vọng bỏ ra nước ngoài, quần áo trên người tất nhiên sẽ không quá xinh đẹp. Nhưng vừa rồi trên máy bay, cô không hề chớp mắt, bình thản hướng dẫn bọn họ. Rồi còn khi cô cầm súng, quay đầu cười khiêu khích người đàn ông trung niên, dáng vẻ đó vô cùng xinh đẹp và mạnh mẽ, làm cho ba người Đặng Văn Binh vô cùng bội phục. Cô Đường không hề thua đứng mày râu, cho nên video đó chắc chắn không phải được chỉnh sửa. Đặng Văn Binh lại nói. Đường bội thản nhiên cười. Nếu như còn khen nữa, tôi sẽ kiêu ngạo hơn đó. Cô biết Đặng Văn Binh nói những lời này chỉ để hóa giải bầu không khí lúng túng, nên cũng đùa giỡn với bọn họ. Khi mọi người còn bé, có từng nghe trong chuyện cổ tích, người ta lợi dụng vị trí của sao Bắc Cực và thất tinh Bắc Đẩu để xác định phương hướng không? Có chứ, Chu Kỳ lập tức trả lời. Trong nhiều chuyện cổ tích cũng có nhắc tới. Vậy thì tốt, tối nay nếu không chừng chúng ta sẽ có cơ hội thực tiễn. Đường bội mỉm cười. Thuận tiện còn có thể trải nghiệm uống nước suối, ăn trái rừng. Ba người Đặng Văn Binh có chút mờ mịt, bọn họ khó hiểu nhìn nhau một cái. Đặng Văn Binh chủ động hỏi. Ý của cô Đường có phải là... Đường bội không chút chần chừ gật đầu. Cô quét nhìn xung quanh, cười nói. Nếu như tối nay người của đoàn phim không tìm được chúng ta, chúng ta lại không thể nào tự mình rời khỏi đây. Vậy rất có thể sẽ phải là lấy đất làm chiếu, lấy trời làm chăn, học theo người xưa, văn vẻ một phen. Mặc dù giọng điệu của cô rất ung dung, nhưng ba người vẫn nghe ra sự nghiêm túc trong đó. Bọn họ lại nhìn nhau, Đặng Văn Binh liền hỏi. Vậy cô Đường, cô nghĩ chúng ta mất bao lâu mới đi ra khỏi đây được? Khó nói lắm. Đường bội lắc đầu, bầu không khí trở nên có chút căng thẳng. Ba người kia vốn cho là chuyện nhảy dù vừa rồi chính là chuyện nguy hiểm nhất rồi, nhưng không ngờ lại đụng phải khảo nghiệm này. Đường bội lại rất bình tĩnh. Lúc huấn luyện dã ngoại,
hoàn cảnh so với nơi này còn khắc nghiệt và tệ hơn rất nhiều. Ít nhất ở đây không có thú dữ, cũng không có rắn độc hay trùng độc như ở rừng cây nhiệt đới. Huống chi, Đường Bội nhích môi, chắc chắn Sở Quân Hàn sẽ không ngừng tìm kiếm bọn họ. Cho dù không truy lùng được tung tích của máy bay, nhưng dựa vào năng lực của Sở gia, muốn tìm được họ thực sự không khó. Như vậy nhiều nhất là 2 ngày, chắc chắn Sở Quân Hàn sẽ tới đây. Cô ngẩng đầu nhìn lên trời. Trước kia dù đối mặt với hoàn cảnh tồi tệ thế nào, cô cũng chưa từng toàn tâm toàn ý tin ai, chứ đừng nói chi là muốn dựa vào người khác. Ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống rừng cây, làm cho cánh rừng đầy sương mù trở nên tươi sáng hơn. Không sao cả. Bạn Đặng Văn Binh im lặng mấy phút, lại cười lên. Đây chính là một trải nghiệm khó quên. Bình thường ở trong thành phố đầy khói bụi và ô nhiễm, bây giờ ở trong rừng cây đầy mùi thiên nhiên như thế này, cứ coi như là cho bản thân đi nghỉ phép đi. Đặng Văn Binh vừa nói như vậy, bất luận bọn Chu Kỳ có ý kiến gì cũng phải tạm thời nuốt vào bụng. 4 người thuận lợi đi theo hướng của mặt trời. Vừa đi, Đặng Văn Binh không nhịn được lại hỏi. Thật ra thì lúc ở trên máy bay tôi đã muốn hỏi. Lúc ấy bọn chúng hình như không hề nói gì. Sao cô lại đoán được là chúng không có ý tốt mà quyết định nhảy dù? 2 người kia cũng nhìn qua, trong lòng bọn họ cũng có nghi ngờ này. Đường Bội bình tĩnh, quả quyết, dũng cảm. Người đàn ông trung niên kia thay đổi sắc mặt cũng rất nhanh, nhưng rõ ràng là từ lúc đầu Đường Bội đã nhận ra người kia không có ý tốt. Suốt cuộc là điều gì đã khiến cô đưa ra quyết định này? Rất đơn giản, Đường Bội mỉm cười giải thích. Nếu như đối phương còn có ý muốn giữ lại mạng của chúng ta thì sẽ không để lộ mặt. 3 người liếc nhìn nhau, yên lặng gật đầu. Mặc dù trong đoàn phim không ai nói rõ, nhưng thế lực sau lưng Đường Bội là ai, đại đa số mọi người đều đoán ra được. Nhất là lúc mở họp báo, Đường Bội còn cầu hôn trước mặt truyền thông và công chúng. Nghĩ tới những chuyện này, họ cũng đỡ sợ hơn một chút. Huống chi nếu thực sự giống như lời của Đặng Văn Binh, chỗ này núi xanh suối mát là khung cảnh thiên nhiên khó mà thấy được ở thành phố, phong cảnh làm cho người ta thích thú. Nhưng cảnh dù có đẹp mấy, khi ánh sáng cuối cùng biến mất, màn đêm buông xuống, hoàng hôn nổi lên 4 phía, nó dần dần mất đi sức hấp dẫn của bản thân, làm cho người ta bắt đầu cảm thấy sợ hãi. Quả nhiên không ngoài dự đoán của Đường Bội, bọn họ không thể nào đi ra khỏi cánh rừng mênh mông này. Ban đêm vô cùng tĩnh lặng, chỉ có thể nghe được tiếng kêu của côn trùng, tiếng gió thổi xào xạc. Khúc giao hưởng của màn đêm dù có hay đến mấy cũng không thể cho bọn họ chút an ủi nào. Điều đáng ăn mừng duy nhất chính là trước khi mà trời lặn, bọn họ đã tìm được một cái động không lớn làm điểm dừng chân. Nãy giờ hồi nãy chúng ta nên cầm dù nhảy theo. Đường Bội có chút tiếc nuối. Lúc ấy cô không nghĩ rằng sẽ qua đêm ở đây. Cô chỉ huy 3 người kia đi giấu túi nhảy, tránh cho kẻ thù phát hiện. Lại quên mất cắt mấy miếng vải, vậy ít nhất là buổi tối sẽ không bị lạnh. 3 người đàn ông và Đường Bội nâng đỡ nhau đi 1 ngày, trong lòng đã sớm kính nể cô không thôi. Lập tức hỏi ngay. Cô Đường, cô lạnh sao? Tôi ổn. Đường Bội mượn ánh trăng kiểm tra xung quanh. May mắn không khí không lạnh. Với lại ngọn núi này hẳn là không cao. Nếu không thì chúng ta nguy to rồi. Đặng Văn Binh cười nói. Hình như cô Đường rất có kinh nghiệm trong chuyện sinh tồn dã ngoại. Trước kia cô đã tham gia hoạt động tương tự à? Anh ta thấy Đường Bội là diễn viên mà lại biết những thứ này cũng đều đến từ hoạt động tập thể. Hoạt động? Tôi nhận huấn luyện. Cô nhìn quanh 4 phía, dẫn 3 người kia đi nhặt một ít đá và nhánh cây về, che cơ động lại. Lúc này, trong động không còn một chút ánh sáng. Mặc dù đám người Đặng Văn Minh cảm thấy Đường Bội lớn gan, một cô gái trẻ diện mạo xuất chúng lại dám ở đêm bên ngoài với 3 người đàn ông bọn họ. Nhưng nói thật, chính bản thân họ đều biết, ở trong hoàn cảnh này, cho dù là ai cũng không có tâm tư kia. Nhưng bọn họ lại không biết, sở dĩ Đường Bội lớn gan như vậy không phải vì tin tưởng bọn họ, mà là cô tin tưởng chính mình. Cô tin tưởng mình, cho dù 3 người đàn ông kia cùng nhau xông tới, cô cũng không để vào mắt. Cho nên mới yên tâm nghỉ ngơi trong cùng một sơn động với bọn họ. Sáng hôm sau, trời còn chưa sáng hẳn, Đường Bội bị tiếng mưa rơi đánh thức. Tiếng mưa tí tách, cô bỏ dậy đi ra ngoài cửa động, nhìn bầu trời đầy sao, ẩn chứa những hạt mưa phất phơ, trong lòng nửa vui nửa buồn. Cứ như vậy, những người muốn hại cô chắc chắn khó có thể theo kịp bọn họ. Nhưng đồng thời, Sở Quân Hàn muốn tìm được bọn họ cũng sẽ khó hơn. Nửa ngày hôm qua có thể cố gắng chống đỡ, hôm nay trời mưa lại mệt mỏi.
Trạng thái như vậy, ba người trong sơn động có thể kiên trì bao lâu? Hạt mưa lạnh lẽo đánh vào má Đường Bội, khoảng đá bị mưa xối qua vô cùng sạch sẽ, mang theo hương bùn mát mẻ. Nhưng điều này cũng không thể an ủi nỗi lòng của bốn người đang lạc trong núi. Quả nhiên như dự đoán của Đường Bội, tinh thần của ba người kia dần dần tệ xuống. Đi hết nửa ngày, nhưng đoạn đường lại không bằng 2/3 ngày hôm qua. Buổi trưa, bọn họ tùy tiện tìm một chỗ ngồi xuống nghỉ ngơi dưỡng sức. Bây giờ là đầu thu, một trận mưa rơi xuống tức là trời sẽ lạnh, nhất là ở trên núi. Chân ngâm nước, không thể khô, cả người có chút thẫn thờ khó chịu. Mặc dù kinh nghiệm dã ngoại của Đường Bội rất phong phú, vốn dĩ trước khi đi huấn luyện bọn họ đều chuẩn bị đồ ăn 5-3 ngày, nhưng lần này hoàn toàn không có gì cả. Thức ăn của bốn người trưởng thành đều là trái cây rừng. Cô có thể đoán được, nếu như hôm nay không thể đi khỏi đây, ngày mai... Đường Bội nhìn lướt qua ba người kia, ngày mai chắc chắn sẽ khó khăn. Cô khẽ thở dài, ngồi xuống một tảng đá lớn. Nếu như lúc này có Lạc ở bên cạnh. Đường Bội xuyên qua tầng tầng lớp lớp bóng cây, nhìn lên bầu trời vô tận. Nếu như lúc này có Lạc ở bên cạnh, nhất định sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Năm đó hoàn cảnh so với bây giờ còn gian nan hơn, nhưng cô và anh ta vẫn dễ dàng vượt qua. Khóe môi Đường Bội nâng lên tạo thành một nụ cười yếu ớt. Năm đó mặc dù bị Đường Phong Ngôn ép rất khổ, nhưng không thể phủ nhận, nhờ vậy mà cô học được không ít thứ. Hơn nữa cũng nhờ vậy mà cô quen biết Lạc. Lúc xế chiều, rốt cuộc mưa cũng ngừng rơi. Nhưng trạng thái tinh thần của ba người kia không hề vì mưa ngừng rơi mà phấn khởi lên. Bọn họ tuyệt vọng nhìn thẳng về phía trước, cánh rừng rộng lớn không thấy điểm cuối, ngay cả chiếc điện thoại duy nhất cũng không thể dùng. Chu Kỳ đã móc điện thoại ra nhìn mấy chục lần. Mỗi lần như thế, hắn nhìn vào chiếc điện thoại tối đen rồi bỏ vào túi quần. Lúc ấy, vẻ mặt lại càng thêm tuyệt vọng. Nếu như không phấn khởi, vậy rất có thể chúng ta sẽ vĩnh viễn bị kẹt ở đây. Mặc dù giọng điệu của cô rất ung dung, thậm chí còn cười, nhưng đôi mắt lại vô cùng nghiêm túc. Cô Đường, Đằng Văn Binh dừng bước, sắc mặt của anh ta rất không tốt, vừa mệt mỏi vừa tuyệt vọng. Bọn họ thực sự sẽ tới tìm chúng ta sao? Không phải anh ta không tin Đường Bội, mà là không tin. Giới giải trí nhiều gái xinh như vậy, có lẽ lúc bạn còn ở bên cạnh thì ông lớn kia sẽ cho bạn một chút tiền tài và tâm tư. Bạn ngoan ngoãn một chút, nghe lời một chút, làm cho ông lớn vui vẻ thì ông lớn sẽ vui lòng nâng đỡ bạn. Nhưng một khi bạn gặp nguy, trong cái giới này chưa bao giờ thiếu trai xinh gái đẹp. Có lẽ chỉ là thời gian một bữa cơm, nhưng đủ để người mới cười, người cũ khóc. Thực sự bọn họ đã thấy quá nhiều. Đường Bội đang đứng dưới một cái cây to, bóng của chiếc lá xanh mướt in trên mặt cô, làm cho đám người Đằng Văn Binh không nhìn rõ nét mặt của cô. Nhưng đột nhiên cô cười với bọn họ, nụ cười kia rực rỡ vô cùng, dường như làm tăng thêm một tia sáng cho cánh rừng ẩm ướt. Sẽ, cô nhàn nhạt nói. Có lẽ là được khích lệ và trấn an, hoặc là do nụ cười của Đường Bội quá kiên định, làm cho tinh thần của bọn Đằng Văn Binh chấn động, lại tiếp tục đi theo Đường Bội tiến về phía trước. Khi ánh nắng chiều bắt đầu xuất hiện nơi chân trời, bọn họ đã lần nữa từ tràn đầy hy vọng trở nên tuyệt vọng. Chu Kỳ thẫn thờ nhìn Đường Bội. Có phải lại muốn tìm một sơn động để qua đêm nữa hay không? Chu Kỳ. Đằng Văn Binh bất mãn quát hắn một tiếng. Rút lại cái thái độ bực bội của cậu đi. Sự dạy dỗ hôm qua vẫn còn chưa đủ sao? Mặt Chu Kỳ trầm xuống, bị Đằng Văn Bình có thân phận không khác mình dạy dỗ như thế trước mặt mọi người, làm sao hắn có thể không tức giận. Nhưng hắn còn chưa kịp phản bác, đã nhìn thấy Đường Bội hai mắt sáng ngời, chợt đứng lên. Có tiếng người. Cô đột nhiên đứng lên, mắt ba người Đằng Văn Bình sáng ngời, tranh chấp nhỏ lúc nãy không ai dành để ý đến. Bên này, Đường Bội nói nhỏ, bước nhẹ nhàng đi về hướng phát ra âm thanh, dù chỉ nghe được tiếng người nhưng cũng làm cho bọn họ vô cùng vui mừng. Nhưng người đến là kẻ thù hay là người nhà thì khó có thể xác định. Đi qua một đùm cây rậm rạp, tiếng người càng trở nên rõ ràng. Lần này không chỉ có Đường Bội mà nhóm người Đặng Văn Bình cũng nghe được rõ ràng. Phía bên kia lại vang lên tiếng gọi to, rõ ràng là gọi cô Đường. Đặng Văn Bình bước nhanh đến bên cạnh Đường Bội, phấn khởi nói. Mấy người đó đến tìm cô. Đường Bội hơi nghiêng đầu, cười. Có lẽ vậy. Cô làm dấu im lặng với ba người, động tác càng cẩn thận hơn. Đi về phía trước, những bóng người càng trở nên rõ ràng. Đường Bội nép phía sau một cây to, nheo mắt nhìn về phía trước.
cho đến khi cô nhìn thấy một bóng dáng cao lớn. Sở Quân Hàn đã một ngày một đêm chưa được chợp mắt. Anh không thể nào tin vào tin tức được báo lại. Máy bay nổ tung trên không trung. Văn Tư Miểu không dám ngẩng đầu trước mặt anh. Cho dù Sở Quân Hàn không nói gì, nhưng không khí trong xe vẫn lạnh như băng. Tìm đi. Như đã trôi qua một thế kỷ, Văn Tư Miểu mới nghe thấy lời nói như được phát ra từ kẽ răng của Sở Quân Hàn. Lật từng tấc đất lên cho tôi. Tìm dọc theo khu vực máy bay phát nổ. Anh đứng lên nhưng quên mất mình đang ngồi trong xe. Lần đầu tiên chủ nhân Sở gia thất thố như thế, đâm đầu vào nóc xe của mình. Nhưng không một ai dám cười. Không cần anh căn dặn, Lục Tử Mặc cũng đã bắt đầu tập trung người của mình. Rất nhanh, đến cả Đường Tử Thái cũng biết chuyện này. Luôn chú ý đến chuyện của Đường Tử Thái và Đường Bội, nên Liên Thu Cận ở thành phố S đã lâu cũng biết được tin tức. Liên Thiên Duệ tự mình ra mặt, chủ động hỗ trợ. Trước kia có lẽ còn suy xét đến đủ loại nguyên nhân, nay nghe đến cả Tổng Giám đốc Tập đoàn Liên Thị cũng đề nghị trợ giúp, không biết có mục đích gì hay không. Nhưng bây giờ Sở Quân Hàn làm gì còn tâm trí để ý những điều này. Anh nhấc tay đồng ý một cách mệt mỏi. Lần tìm kiếm này là một ngày một đêm. Sự thật là dọc theo khu vực máy bay nổ, bọn họ gần như lật từng tấc đất. Tài hùng thế lớn. Ở thành phố S, Sở Quân Hàn gần như có thể một tay che trời. Anh đã vận dụng tất cả những thứ có thể sử dụng, mà chính anh cũng tự mình đến đây. Lúc Đường Bộ nhìn thấy Sở Quân Hàn mặc bộ đồ tây cao cấp được may thủ công, tóc hơi rối, không đeo cà vạt, áo bị cởi ba cúc trên, cổ áo sơ mi trắng tinh lúc này có thể nhìn thấy rõ vết bẩn. Vẻ mặt anh vẫn lạnh lùng như thế. Vốn là lúc ở cùng với Đường Bội anh đã có nhiều biểu cảm hơn, đôi mắt cũng dịu dàng hơn, bây giờ lại lạnh như một tảng băng. Lưng anh vẫn thẳng tắp giống như người máy, vĩnh viễn không bị khom lưng, lặng lặng đứng ở đó, làm cho Đường Bội chỉ cần nhìn một cái đã bị anh hấp dẫn không thể rời mắt. Ở cách anh không xa là Đường Thừa Thái và Liên Thiên Duệ cùng đi theo đến. Mặt Đường Thừa Thái xanh mét, cho đến tận bây giờ cậu vẫn không thể tin tưởng được chị mình ở bên cạnh Sở Quân Hàn mà lại rơi vào nguy hiểm. Nhưng bây giờ không phải là lúc truy cứu vấn đề này. Cậu chỉ hy vọng, chỉ hy vọng Đường Tử Thái không dám nghĩ thêm. Lúc này nhìn thấy những người quen thuộc, mấy người Đằng Văn Bình cũng trở nên phấn khởi. Môi của cô tự động dương lên. Cô Đường, trải qua hai ngày ở chung, lại từng sống chết có nhau, quan hệ giữa Đường Bội và Đằng Văn Bình cũng trở nên thân thiết hơn nhiều. Bọn họ đến tìm chúng ta. Ừ, Đường Bội cười gật đầu. Anh ta nói cũng không nhỏ, cho nên nhanh chóng hấp dẫn sự chú ý của bọn người Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn quay đầu nhìn qua, cũng vừa lúc Đường Bội đi vòng từ phía sau cây đại thụ ra. Cô vẫn mặc bộ quần áo hôm qua, vừa dầm mưa lại qua đêm trong núi, trên người đã bẩn đến không thể chịu nổi. Hai má không còn sáng bóng như ngày thường, tóc cũng rối, nhưng nụ cười của cô vẫn quen thuộc như thế. Đôi mắt vẫn trong suốt sáng ngời. Anh chắc chắn rằng mình không nhận sai. Nụ cười nhạt nhưng lại kiên cường đó. Sở Quân Hàn trước mắt, tưởng rằng trước mắt chỉ là một giấc mộng đẹp. Nhưng con bướm trong giấc mơ của anh không giống như trước nữa. Không còn chỉ cần anh chớp mắt một cái thì sẽ biến mất, sẽ không thể nào tìm được nữa. Anh chớp mắt, Đường Bội vẫn mỉm cười đứng đó nhìn anh. Sở Quân Hàn hít một hơi thật sâu, anh đi về phía Đường Bội. Nụ cười trên môi Đường Bội cũng càng thêm rõ ràng. Ngón tay của Sở Quân Hàn đã sắp có thể đụng chạm vào mặt của Đường Bội. Ngay vào lúc này, lúc anh muốn ôm con bướm của mình vào lòng, thì từ phía sau thân cây to lớn, một người khác lại lao ra. Anh ta như mũi tên vọt đến bên người Đường Bội, đẩy Sở Quân Hàn ra, bảo vệ công chúa của mình ở sau lưng. Lạc, Đường Bội kinh ngạc nhướng mày. Sao anh lại đến đây? Anh là kỵ sĩ của công chúa, đương nhiên phải xuất hiện ngay lúc công chúa điện hạ gặp nguy hiểm. Âu Dương Lạc nhàn nhạt nói, nhưng anh ta vẫn nhìn Sở Quân Hàn, đôi mắt xanh tựa ngọc thạch cao cấp, sắc bén rét lạnh. Chứ không giống vài người. Khi anh ta ở bên cạnh em chỉ mang đến phiền phức và nguy hiểm cho em. Âu Dương Lạc lại nói, lời nói sắc lạnh, không chút lưu tình, đâm thẳng vào tim của Sở Quân Hàn. Lạc, Đường Bộ nhíu mày rồi nhanh chóng giãn ra. Cô đưa tay vỗ nhẹ lên vai Âu Dương Lạc, đi ra từ sau lưng anh ta. Câu nói vừa rồi của Âu Dương Lạc thực sự quá mạnh mẽ. Đường đường là gia chủ Sở gia cũng bị chấn động tại chỗ, ngay cả một lời phản bác cũng không nói được. Bội bội,
Đường bội vừa muốn đi về phía Sở Quân Hàn, Âu Dương Lạc sau lưng nhích môi, vươn tay nắm lấy tay cô. Lúc nói chuyện với Đường bội, anh ta rất dịu dàng, nhưng khi nhìn Sở Quân Hàn, đôi mắt luôn lạnh như băng, giống như một cây kiếm sắc bén, không chút nương tay. Chuyện lần này và chuyện máy bay phát nổ, tất cả đều nhắm vào Sở gia, anh ta nói với Đường bội. Không hề có một chút nào liên quan nào với em. Âu Dương Lạc híp mắt, không chút lưu tình nói tiếp. Bọn chúng không dám ra tay với Sở Quân Hàn, cho nên mới đối phó với em. Nếu như anh ta không giải quyết được chuyện này, thì em sẽ liên tiếp gặp chuyện. Lạc, giọng Đường bội lớn hơn một chút. Cô nhíu mày nhìn Âu Dương Lạc, vốn muốn nói lời trách cứ, nhưng khi nhìn thấy vẻ của Âu Dương Lạc lúc này thì đột nhiên nuốt hết vào. Mặc dù thỉnh thoảng Âu Dương Lạc có vẻ hơi bất cần đời, nhưng mỗi lần đứng trước mặt Đường bội anh ta đều rất chỉnh tề. Nhưng lúc này trên cằm anh ta là một đám râu ria xanh u ngắn ngủn, áo sơ mi màu đen bị cởi hai cúc trên, thậm chí ngay cả áo khoác anh ta cũng không mặc, tay áo sơ mi bị vén lên đến khuỷu tay. Nhìn từ đầu gối xuống, ống quần tây màu đen toàn là nước bùn, cả đôi giày, thậm chí là đôi vớ cũng không nhìn ra được màu gốc, hoàn toàn bị bùn phủ kín. Trông Âu Dương Lạc vô cùng chật vật, làm Đường bội chấn động. Cô và Âu Dương Lạc biết nhau đã lâu, hai người còn được cùng nhau trong rừng rậm nhiệt đới Amazon, trên hòn đảo hoang vu ở Thái Bình tiếp nhận huấn luyện dã ngoại nghiêm khắc. Nhưng dù là thời điểm khó khăn đó, cô cũng chưa từng thấy Âu Dương Lạc như vậy. Cô thực sự không thể tưởng tượng ra rốt cuộc là vô tâm với bản thân bao nhiêu mới có thể để cho mình biến thành như vậy. Lạc, Đường bội lẩm bẩm kêu một tiếng. Âu Dương Lạc đoán được cô muốn nói gì, sắc bén nhìn Đường bội, trầm giọng nói. Ngay cả những vấn đề này cũng không giải quyết được, vậy anh ta không xứng đứng ở bên cạnh em. Âu Dương Lạc cố chấp nắm chặt tay Đường bội, kéo cô lại bên cạnh mình. Đường Từ Thái, Điên Thiên Duệ, bao gồm Sở Dực Thành lúc này cũng đã vây quanh đây. Âu Dương Lạc và Đường bội đứng cạnh nhau, thật ra nhìn cũng rất xứng đôi. Âu Dương Lạc hất cằm, khiêu khích nhìn Sở Quân Hàn nãy giờ vẫn im lặng không nói một tiếng nào, lạnh lùng tuyên bố. Tôi muốn mang bội bội đi. Vừa nói anh ta vừa kéo Đường bội lại gần mình hơn một chút. Sở Dực Thành có chút bận tâm nhìn Sở Quân Hàn, hai tay xuôi bên người của anh đang siết chặt quả đấm, chặt đến mức Sở Dực Thành có thể thấy những đường gân xanh rõ rệt. Bội bội. Sở Dực Thành nhìn qua Đường bội, anh ta không thể xác định nếu thực sự để người đàn ông xa lạ trước mặt đưa Đường bội đi thì cháu của mình sẽ trở thành như thế nào. Anh ta bước tới gần Đường bội, thấp giọng nói. Chúng ta rời khỏi đây trước, mọi người đã một ngày một đêm không được nghỉ ngơi, cho nên về tắm rửa ăn uống rồi từ từ thương lượng được không? Được. Đường bội lo âu nhìn Sở Quân Hàn, gật đầu. Bội bội. Âu Dương Lạc nắm chặt tay Đường bội, không muốn để cho cô đi. Lạc. Đường bội đặt tay lên tay của Lạc, rồi vô cùng kiên định đẩy tay anh ta ra, nhàn nhạt nói. Tất cả cứ chờ khi về rồi hẵng nói. Trước mặt nhiều người như vậy, cô không muốn giải thích quá nhiều. Huống chi bọn Đằng Văn Binh lạc trong núi một ngày một đêm với cô cũng cần phải tắm rửa và ăn uống. Từ đầu tới cuối, Sở Quân Hàn đều không nói một câu nào, nhưng mà ánh mắt của anh luôn đặt trên người Đường bội, không hề rời khỏi dù chỉ là một chút. Lúc này nghe Đường bội nói như vậy, quả đấm của Sở Quân Hàn từ từ mở ra. Anh muốn nắm lấy tay Đường bội. Một ngày một đêm này, anh từ tràn đầy lo lắng đến tuyệt vọng khi nhận được tin máy bay bị nổ trên không trung. Rồi đến khi miễn cưỡng phục hồi tinh thần mà tìm kiếm, cuối cùng gặp được Đường bội. Sở Quân Hàn có rất nhiều lời muốn nói với Đường bội. Nếu như không chạm vào cô, anh không thể nào có cảm giác chân thật. Nhưng đột nhiên Âu Dương Lạc lại xuất hiện, không chút lưu tình, lời lẽ sắc bén, làm anh cảm thấy tay mình nặng tựa ngàn cân, ngay cả nhức lên cũng không thể nhức được. Sáng mấy hôm trước, dáng vẻ yên tâm nói chuyện với Đường bội bảo rằng mình đã giải quyết xong mọi chuyện vẫn còn rõ ràng tựa ngay trước mắt. Có phải là đã sống yên ổn, không ai dám trêu vào quá lâu, cho nên ngay cả anh cũng buông lòng cảnh giác, khiến anh, ngay cả người yêu của mình cũng không bảo vệ được. Sở Quân Hàn nhìn Âu Dương Lạc vẫn vây quanh bên Đường bội. Mặc dù anh không nói gì, nhưng đối với tình địch có uy hiếp lớn nhất này, Sở Quân Hàn đã điều tra rất nhiều chuyện về anh ta. Anh biết anh ta đã bỏ lỡ Đường bội như thế nào, cũng biết anh ta đã dọn ra một con đường cho mình như thế nào trong trận chiến đầy gió tanh mưa máu của gia tộc, cuối cùng nắm trọn Âu Dương gia. Lúc này anh ta giống như kỵ sĩ trung thành nhất bảo vệ Đường bội. Xung quanh một mảng xanh ngắt, nhưng hoàn toàn không có thứ gì lọt được vào mắt Sở Quân Hàn.
Thứ anh nhìn thấy được chỉ có từng cái nhăn mày, từng nụ cười của Đường Bội. Anh từ từ thu tay lại, chán nản xoay người, nhưng Sở Quan Hàn vừa động một cái đã bị một bàn tay mềm mại nắm lại. Ngón tay thon dài hơi lạnh, lại vô cùng quen thuộc. Anh nghiêng đầu, lập tức đối mặt với đôi mắt tràn đầy ý cười của Đường Bội. Đường Bội nghiêng đầu nhìn anh, cười hỏi. Nhìn thấy em cho nên vui đến ngốc luôn rồi à? Sao không nói câu nào hết vậy? Trên mặt cô còn dính bùn nhưng nụ cười vẫn rực rỡ. Đôi mắt rào hoạt không thể nhìn ra chút trách cứ và sợ hãi, sâu thẳm tựa như có thể hút mất linh hồn của Sở Quân Hàn. Sở Quân Hàn không kiềm được mà đưa tay ra, dịu dàng lau đi vết bẩn trên mặt Đường Bội. Đường Bội cười khẽ, xích tới, cả mặt lên vai anh, cười hỏi. Sạch chưa? Cô nắm chặt tay Sở Quân Hàn. Đi thôi, chúng ta về nhà. Sở Quân Hàn run rẩy mấy giây, Đường Bội đã đi về phía trước, nghi hoặc quay đầu nhìn anh. Anh mới trở tay nắm chặt tay Đường Bội, cùng cô sóng vai đi về phía trước. Rừng cây trở nên vô cùng yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng bước chân xào xạc, thỉnh thoảng có tiếng người khe khẽ, rồi lại nhanh chóng yên tĩnh lại. Cho đến khi đi tới chỗ đỗ xe, Đường Bội mới hoàn toàn thanh tỉnh lại, từ từ dựa vào vai Sở Quân Hàn, thấp giọng nói. Em mệt quá. Cô rất ít khi yếu đuối như vậy. Sở Quân Hàn dịu dàng ôm chặt eo cô, thấp giọng nói. Vậy em ngủ một lát đi. Ừ. Đường Bội gật đầu nhẹ một cái rồi yên tâm dựa vào vai anh, từ từ nhắm mắt lại. Người Sở Quân Hàn cứng lại một giây, nhưng anh nhanh chóng cúi người xuống, bế Đường Bội lên. Lúc Đường Bội thức dậy, xe vẫn còn đang chạy trên đường. Tay cô bị một bàn tay to lớn nắm lấy, đầu đặt trên đùi anh. Cô mở mắt hỏi. Em ngủ lâu lắm rồi à? Mới một tiếng thôi. Sở Quân Hàn vuốt tóc cô, thấp giọng nói. Em ngủ một chút nữa đi, về đến nhà anh sẽ gọi em. Nhưng Đường Bội không ngủ tiếp. Cô chớp mắt, đôi mắt đã hoàn toàn thanh tỉnh, cứ nằm trên đùi Sở Quân Hàn như vậy. Cô ngửa đầu lên nhìn anh, đột nhiên sờ mặt anh một cái. Sao anh lại không vui? Sở Quân Hàn không trả lời cô ngay. Anh nhìn qua cửa xe, một lúc lâu sau mới nói. Hôm qua... Giọng của anh khô khốc, khàn đặc, trong không gian nhỏ hẹp, nghe ra có chút chói tai. Anh dừng một chút mới nói tiếp. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Đường Bội híp mắt lại, suy nghĩ một chút, vẫn kể cặn kẽ chuyện xảy ra hôm qua cho anh. Nói đến cuối cùng, cô móc cây súng lục hoàng kim trong túi xách ra, cười tươi nói. Nhắc mới nhớ, cây súng này đã giúp em 2 lần. Hẳn không chỉ có 2 lần. Còn giúp em lấy được vai nữ chính trong phim của chú. Cô ngửa đầu lên nhìn Sở Quân Hàn, tay mơn trớn má của anh, thản nhiên nói. Còn có anh nữa. Câu nói này có hơi không rõ, nhưng hai người đều hiểu ý của Đường Bội. Bội Bội. Sở Quân Hàn thương tiếc vuốt ve má Đường Bội. Anh im lặng một lúc lâu mới nói. Xin lỗi em. Anh đừng biện lạc anh hưởng. Đường Bội kinh ngạc giây lát mới nói. Cô ngồi dậy, dựa vào người Sở Quân Hàn, cúi đầu nhìn bàn tay, hai bàn tay đang đan vào nhau của hai người. Có lúc Lạc nói chuyện như vậy đó. Vốn dĩ anh ấy đã có địch ý với anh, cho nên nói chuyện cũng khó nghe hơn. Anh đừng để ở trong lòng. Không phải như vậy, Bội Bội. Sở Quân Hàn giang tay ôm chặt Đường Bội, chôn đầu vào vai cô, thấp giọng nói. Anh ta nói không sai. Ngày hôm qua, nói tới đây anh dừng lại một lúc, nhớ đến cảm giác hận đến muốn chết của mình ngày hôm qua, khàn giọng nói. Hôm qua lúc biết máy bay xảy ra chuyện, anh thực sự hận không thể giết chết chính mình. Bội Bội, em biết không, ông Dương Lạc nói không sai, đây đều là tai họa mà anh mang tới cho em. Đường Bội không nói gì, Sở Quân Hàn im lặng mấy giây, đầu của anh vẫn đặt ở vai Đường Bội, hơi thở nóng ấm có quy luật phả vào gáy cô. Từng chút tựa như muốn đi vào cơ thể cô. Nếu như em thực sự xảy ra chuyện, anh hoàn toàn không thể nào tha thứ cho bản thân. Bội Bội. Sở Quân Hàn hôn lên gáy của Đường Bội, nơi dòng máu lưu thông nóng ấm. Anh không thể nào tưởng tượng được. Nếu như đời này anh không có em. Em biết hết. Đường Bội hơi nghiêng người để mình hoàn toàn rúc vào ngực Sở Quân Hàn. Cho nên em sẽ bảo vệ tốt bản thân, bình an khỏe mạnh trở về.
Cô nằm trong ngực anh, thấp giọng nói: "Nếu đã chọn nhau, vậy chia sẻ những vui buồn mừng giận cùng với tất cả hạnh phúc và gian nan của đối phương không phải là chuyện đương nhiên sao?" Bọn họ im lặng ôm nhau trong chốc lát thì Đường Bội nói. Cô ngước đầu lên nhìn Sở Quân Hàn, cười nói: "Cho nên anh phải vui mừng vì đã tìm được em. Bây giờ em mới phát hiện, làm người yêu của Ám Dạ Đế Vương không dễ dàng như em tưởng tượng. Nhưng mà năng lực tự bảo vệ của em rất mạnh. Nếu đổi lại là người phụ nữ khác, có lẽ hôm qua đã..." Câu nói đắc ý của cô còn chưa nói xong, Sở Quân Hàn đã cúi đầu xuống chặn miệng cô lại. Bằng đôi môi của mình, họ trao nhau nụ hôn. Qua một lúc lâu sau, Sở Quân Hàn buông Đường Bội ra. Anh dịu dàng vuốt đôi môi vừa bị mình hôn đến sưng đỏ, trong mắt đầy cố chấp và thâm tình. Không khí trong xe trở nên ngọt ngào. Đường Bội mặc cho ngón tay anh quét qua môi mình. Sở Quân Hàn như bị ma nhập vậy, cứ vuốt môi Đường Bội, làm cho đôi môi vốn đã hơi đỏ của cô trở nên đỏ hơn. Anh hơi cúi đầu, đặt trán lên trán Đường Bội: "Nếu như vừa rồi em thực sự đi cùng với Âu Dương Lạc, anh thực sự không biết mình có thể kiềm chế được không? Anh thực sự không biết mình có làm ra chuyện gì tổn thương em không?" "Sao có thể chứ?" Đường Bội mỉm cười, ngẩng đầu hôn lên môi anh. "Đây vốn là chuyện hai người nên chia sẻ với nhau. Tương lai..." "Em nói là tương lai. Nếu như bởi vì chuyện của em mà liên lụy tới anh sẽ bỏ em đi sao?" "Sẽ không." Sở Quân Hàn lắc đầu. "Đấy, cho nên anh đừng nghĩ nhiều nữa. Nếu như tương lai thực sự xảy ra chuyện như vậy, cho dù anh có muốn chạy thì em cũng sẽ tóm chặt lấy anh." Câu nói nửa đùa nửa thật đi ra từ miệng cô giống như một dòng nước mát, làm dịu đi sự nóng nảy và bất an trong lòng Sở Quân Hàn. Đường Bội thực sự rất mệt. Mặc dù lúc ở cùng đám người Đặng Văn Binh, cô luôn biểu hiện vô cùng trấn định, nhưng khi về tới biệt thự Sở gia, tắm rửa xong, ăn đơn giản cho dễ tiêu hóa, phần ăn đầy dinh dưỡng, cô thực sự không nhịn được nữa, vùi mình trên giường lớn mềm mại, thiếp đi. Ngày hôm đó, Sở Quân Hàn chưa từng rời khỏi cô, anh bên cô gần như không rời cho dù chỉ là một bước, đôi mắt đầy dịu dàng cứ luôn nhìn cô mãi. Đường Bội tắm, ánh mắt ra cho cô, vụng về kỳ lưng cho cô. Đường Bội ăn cơm, anh ngồi kế bên gắp đồ ăn cho cô. Đường Bội ngủ, anh cũng nằm lên giường ôm lấy cô. Tâm tình thay đổi nhanh chóng làm anh không thể nào yên tâm. Giống như chỉ khi Đường Bội ở trong phạm vi anh có thể chạm vào, anh mới không lo lắng như thế nữa. Sở Quân Hàn mạnh mẽ cứng rắn lại có chút đáng yêu, làm cho Đường Bội hoàn toàn không thể kháng cự. Cho nên đến tối, chỉ nói mấy câu với Đường Tiểu Thái, rồi liền bị Sở Quân Hàn bế về phòng ngủ. Ngày hôm sau lúc Đường Bội thức dậy, Sở Quân Hàn đã dậy từ sớm. Anh tựa vào giường, nhìn Đường Bội không chớp mắt. Mượn ánh nắng ban mai, dịu dàng mơn trớn hàng mi thật dài của Đường Bội, đôi mắt dịu dàng đến mức có thể dìm chết người. Khi Đường Bội mở mắt ra, lông mi thật dài nhẹ nhàng quét qua tay anh, giống như cánh bướm mượt mà lướt qua, làm cho tim của Sở Quân Hàn mềm nhũn. Anh cúi đầu hôn lên trán của Đường Bội, dịu dàng nói: "Chào buổi sáng." "Chào buổi sáng." Đường Bội miễn cưỡng đáp. Cô chớp mắt một cái ngồi dậy. "Hôm nay anh không đến công ty à? Xảy ra chuyện lớn như vậy, hôm qua và hôm kia anh chỉ lo tìm cô, không thể nào đối phó những người kia. Hôm nay tuyệt đối sẽ không nương tay." "Anh chờ em ăn sáng xong thì mới đi." Sở Quân Hàn nói. "Hôm nay anh thực sự cần phải tới công ty một chuyến." Coi Đường Bội ăn xong, dặn dò cô hai ngày nay không được ra ngoài, Sở Quân Hàn mới không yên lòng đi tới công ty. Anh muốn dẫn Đường Bội theo, nhưng biệt thự Sở gia có hệ thống an ninh tiên tiến nhất thế giới. Hơn nữa, tới Sở thị cũng chỉ có thể ngồi xe. Trong lòng Sở Quân Hàn vẫn còn sợ hãi, chuyện xảy ra trên núi vẫn còn rõ mồn một. Bây giờ anh hoàn toàn không hề muốn làm chuyện gì khiến bọn người kia có cơ hội thừa dịp ra tay nữa. Anh đi không được mấy phút thì Đường Từ Thái đã canh bên cạnh Đường Bội. Ngày hôm qua cậu hoàn toàn không có cơ hội nói chuyện với Đường Bội. Lúc này Sở Quân Hàn đã đi làm, cậu mới có cơ hội ngồi xuống bên cạnh chị mình. "Chị, hay hôm qua chị thực sự làm cho em lo muốn chết. Nếu như chị thực sự xảy ra chuyện, em đều là do em không tốt. Em phải nên đi theo bên cạnh chị. Thời gian qua em luôn lo làm việc riêng của mình, hoàn toàn không quan tâm đến chị. Sau này em sẽ không bao giờ để chị một mình nữa." "Nói ngốc cái gì đấy." Đường Bội ôm lấy Đường Tiểu Thái.
Từ sau khi phẫu thuật và điều dưỡng, sức khỏe của Đường Tử Thái đã càng ngày càng tốt hơn. Hiện tại cậu đã không còn là một thiếu niên gầy yếu. Vòng ngực của cậu dù không cường tráng nhưng cũng đủ rộng, đủ kiên cường để mang đến cho người khác sự ấm áp. Đường Bồi không kìm được mà cười đáp. Em quên chị lớn lên như thế nào rồi à? Em không cần phải lo đâu. Nếu em cứ thực sự ở bên cạnh chị, nói không chừng chị còn phải phân tâm ra chăm sóc em. Đó mới là tệ hại. Em biết, em vô dụng, chỉ làm liên lụy chị, không giúp được gì cho chị. Trước kia là vậy, bây giờ cũng vậy. Này này này, Đường Bội đẩy Đường Từ Thái ra, thấy hốc mắt cậu đỏ lên, gấp gáp nói. Chị chỉ đùa thôi mà, sao mọi người ai cũng dùng chiêu này với chị hết vậy? Trước giờ cô luôn rất bình tĩnh, nhưng khi đối mặt với đứa em trai mình yêu thương nhất thì vẫn tay chân luống cuống. Đừng buồn, chị nói sai rồi. Sau này chị sẽ dẫn Tử Thái của chúng ta theo. Nếu như trời có sập, có một người cao như vậy đứng cạnh chị thì có thể chống giúp chị. Chị! Đường Tử Thái biết Đường Bội nói đùa với mình, cậu ôm lấy Đường Bội, cằm đặt trên vai Đường Bội, buồn bực nói. Em nghe anh Hai Liên nói, khoảng thời gian này chị gặp không ít chuyện, tại sao chị lại không nói cho em biết? Bởi vì không có chuyện gì lớn hết, đều đã qua rồi mà. Nhưng mà anh Hai Liên nói, những người đó là nhắm vào Sở Thiếu, bọn họ không dám đụng vào anh ấy, cho nên mới ra tay với chị. Đường Tử Thái buồn bực. Không phải là bọn họ cũng không làm được gì chị hay sao? Đường Bội đoán được Đường Tử Thái muốn nói gì. Cô ôm cậu vào lòng, giống như hồi còn nhỏ. Trong đêm tối, hai chị em ngồi trong góc giường, trùm chăn, thấp giọng nói. Tử Thái, khi còn bé, mẹ có từng nghĩ muốn rời bỏ chúng ta không? Không có. Đúng vậy, cho dù ở thời điểm khó khăn nhất, mẹ cũng chưa hề muốn bỏ lại chúng ta, em nhớ không? Mẹ dẫn chúng ta đi qua thăm dì ở kế bên, sau đó đã nói gì với chúng ta? Khi đó Đường Bội còn rất nhỏ, Đường Từ Thái còn nhỏ hơn cô. Cậu im lặng chốc lát rồi nghi hoặc hỏi. Là dì bị bệnh ở sát nhà chúng ta, dì Trương sao? Ừ. Mẹ đã nói, thực sự yêu thì sẽ cùng nhau trải qua những vui buồn mừng giận, đau khổ gian nan. Đó mới thực sự là tình yêu chân chính. Mẹ dùng cả cuộc đời của mình để dạy cho chúng ta những thứ này. Cho nên dù mắt Đường Bồi đã hơi ướt nhưng vẫn dịu dàng nói với em trai của mình. Cho dù mẹ đã rời khỏi chúng ta rất sớm, nhưng chị chưa từng thấy cô đơn, bởi vì chị còn có em, còn có tình yêu mà mẹ để lại cho chúng ta. Dạ, Đường Từ Thái đáp. Em nhìn Liên Tam Thiếu mà xem, ông ấy có tiền, có năng lực để cho bản thân có một cuộc sống tốt nhất, nhưng bây giờ ông ấy lại giống như là đang sống trong địa ngục vậy. Nguyên nhân không phải là vì ông ấy không biết yêu là gì sao? Cho nên chị sẽ không phạm phải sai lầm của ông ta. Em đừng trách anh Sơ. Anh ấy yêu chị, quý trọng chị, nhưng anh ấy không phải là thần tiên. Chị có thể cùng anh ấy đối mặt với nguy hiểm. Chuyện này không có gì lớn cả. Nếu như chỉ có như thế mà chị đã sợ rồi tránh né thì tương lai chị nhất định sẽ hối hận. Đường Từ Thái ôm chặt Đường Bội hơn. Chờ sau này khi em gặp được người mình yêu thì em sẽ rõ. Đó là một cảm giác rất kỳ diệu. Hy vọng có thể tham dự tất cả những chuyện của đối phương, hy vọng có thể ở bên đối phương mãi mãi. Cho nên Từ Thái, đừng quá lo lắng. Chị đồng ý với em, chị nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt, bởi vì chị cũng muốn cùng em, cùng Quân Hàn ở bên nhau đến già, đến khi kết thúc sinh mạng. Được. Năm Đường Từ Thái mười mấy tuổi đã tin tưởng rằng không có ba cũng chẳng sao, bởi vì trên đời này cậu còn có chị gái và mẹ. Cậu lại ôm Đường Bội chặt hơn chút nữa. Nếu như là Đường Bội nói, vậy cậu bằng lòng tin tưởng, nhưng cậu hy vọng sau này đừng bao giờ xảy ra chuyện tương tự nữa. Cũng trong lúc đó, trong phòng họp ở tầng cao nhất của Sở Thị, bầu không khí căng thẳng đến mức sắp ép chết người. Giọng Văn Tư Miểu vang lên. Chúng ta đã đánh giá thấp đối phương. Người lái máy bay lần này là người đã làm việc cho Sở Thị nhiều năm, đã trải qua những cuộc khảo hạch nghiêm khắc. Nhưng đến sau khi chuyện xảy ra, mới tra được thông tin của người đó là giả. Giả? Sở Quân Hàn nhíu mày. Vâng, nói cách khác, ít nhất 8 năm trước, đối phương đã bắt đầu sắp đặt chuyện này. Tra được thông tin mật chưa? Sở Quân Hàn trầm giọng hỏi. Vẫn chưa.
Văn Tư Miểu xấu hổ cúi đầu. 8 năm chưa tạo ra thân phận giả, trăm phương ngàn kế lần vào sổ thị, im hơi lặng tiếng nhiều năm, dần dần lấy được sự tin tưởng của bọn họ. Che giấu tốt như vậy, nếu như lúc ấy người ngồi trên máy bay không phải là Đường Bội mà là một người nào khác, thì e rằng cho dù bot có thần thông cỡ nào cũng không thể cứu vãn. Trừ hắn ra còn có ai? Sở Quân Hàn lại hỏi. Chuyện này, Văn Tư Miểu cứng họng. Nếu như không phải người này tự làm lộ thì đoán chừng không ai biết hắn dùng thân phận giả. Đối thủ của bọn họ lần này đúng là lo xa nghĩ rộng, tâm cơ thâm sâu. Lúc Văn Tư Miểu biết chân tướng cũng bị chấn động một phen. Sở Quân Hàn đứng lên, toàn bộ nhân viên trong phòng cũng đứng lên theo. Bọn họ cúi đầu, không ai dám thở mạnh, chỉ có thể trơ mắt nhìn Sở Quân Hàn ném từng xấp tài liệu trong tay lên bàn. Đây là lần đầu tiên anh không chút che giấu để lộ sự tức giận của mình trong phòng họp. Sở Quân Hàn đập cửa đi ra. Ngày đó ở sở thị, giống như bị gió lốc thổi qua, toàn bộ nhân viên cao cấp chấn động, không khí khẩn trương bao phủ toàn bộ cao ốc. Tiệc kỷ niệm thành lập của sở thị sắp tới, lại không có ai có thể cười được. Cho nên tất cả nhân viên đều biết, mấy ngày nay tâm trạng của boss không tốt, hiệu suất làm việc cũng tăng gấp mấy lần, công trạng tăng vùn vụt. Nhưng đều không hóa giải được sự nóng nảy trong lòng của Sở Quân Hàn. Một mệnh lệnh được truyền xuống, Văn Tư Miểu ở lại bên cạnh anh, Lục Tử Mặc bắt đầu điều tra sâu vào, ngay cả ông cụ Sở cũng bị kinh động về nước trước thời hạn. Đây là tình huống trước mắt của chúng ta. Sở Quân Hàn trầm giọng nói xong câu cuối rồi cúi đầu trước mặt ông cụ Sở. Quân Hàn. Trên mặt ông cụ Sở đã không còn nụ cười nhẹ nhõm phúc hậu khi nói chuyện với Đường Bội. Giờ đây ông trầm tĩnh nhìn Sở Quân Hàn. Con còn trẻ, bất kỳ ai cũng không thể đi trên con đường bằng phẳng, mãi thuận buồm xuôi gió. Không nên vì một chuyện nhỏ như thế này mà làm rối loạn chiến tuyến của mình. Dạ. Sở Quân Hàn trầm giọng đáp rồi lại nói. Nhưng mà chuyện này lại liên lụy đến Bội Bội. Con thực sự không còn cách. Cô bé Đường gia này, ông thấy so với con còn mạnh mẽ hơn. Khoảng thời gian này con bé nên ăn thì ăn, nên ngủ thì ngủ. Khi gặp nguy hiểm cũng là con bé, nhưng người ăn không ngon ngủ không yên lại là con. Quân Hàn, bại bởi một cô gái không phải là chuyện đáng kiêu ngạo. Ông cụ Sở cắt đứt lời nói của Sở Quân Hàn. Ông nội. Sở Quân Hàn nhìn vào mắt ông cụ Sở, sau một lúc im lặng mới nói. Con thả rằng những chuyện đó xảy ra trên người con. Vậy con nói thử xem, lúc đó con định làm như thế nào? Ông cụ Sở không nên tiếng động, thở dài, lại hỏi. Lần này Sở Quân Hàn thật lâu không nói gì. Qua một lúc lâu sau, ánh nắng chiều xuyên qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào phòng. Sở Quân Hàn đứng lên, tù tù đi tới trước cửa sổ sát đất. Anh nhìn xuống mảnh đất phía dưới. Đây là tòa nhà cao nhất thành phố S. Đứng ở đây có thể thấy toàn bộ thành phố S. Những chiếc xe đang chạy giống như từng cái hộp quẹt nhỏ. Ngay cả những tòa nhà trước tòa cao ốc của tập đoàn sở thị cũng trở nên nhỏ bé. Nơi đây vốn là lâu đài kiên cố nhất của anh. Trước khi Đường Bội đi vào, anh thực sự cho là như vậy. Nhưng mà bây giờ, Sở Quân Hàn đấm thật mạnh lên tấm kính chống đạn thật dày. Lúc này mà trời ngả về Tây, ánh nắng nơi chân trời đỏ rực như đang bùng cháy. Ánh nắng vàng rực rỡ kéo dài cái bóng của Sở Quân Hàn, trải dài trên nền phòng. Cái bóng ấy, nhìn sao mà lại cô tịch đến lạ. Kỷ niệm thành lập của Sở Thị cũng coi là chuyện lớn mỗi năm. Ông cụ Sở không có nhiều con cháu, dòng thứ của Sở gia cũng không có nhiều con cháu. Mỗi cuối năm tụ họp lại cũng không đếm được bao nhiêu. Nhưng hàng năm khi tới kỷ niệm thành lập sở thị, mọi người từ các nơi trên thế giới đều quay về. Tính cả thuộc hạ cùng nhân viên của sở gia thì không khí lại càng thêm náo nhiệt. Địa điểm tụ họp là ở Nam Thái Bình Dương, trên một hòn đảo nhỏ tư nhân của sở gia. Đường Bội và Sở Quân Hàn đến đó trước một ngày. Mấy hôm nay cô biết Sở Quân Hàn rất bận rộn, mỗi ngày không tới nửa khuya Sở Quân Hàn sẽ không về. Khi cô còn chưa dậy anh đã đi. Có mấy lần cô giật mình tỉnh giấc, luôn cảm thấy trong bóng tối có người nhìn cô. Thỉnh thoảng sẽ có đôi môi mềm mại nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Cảm giác mộng ảo làm cho Đường Bội cũng nghĩ rằng mình đang mơ. Mấy ngày nay dường như cô không đi ra ngoài, liên tục xảy ra chuyện nên Sở Dục Thành cũng không thúc giục Đường Bội trở lại đoàn phim. Sở Quân Hàn thì cũng mong thời thời khắc khắc Đường Bội đều đợi ở nhà, tốt nhất là không đi đâu hết. Cho nên sáng hôm đó anh vội vã chạy về nhà đón Đường Bội cùng ra đảo thì Đường Bội có hơi kinh ngạc. Hai người ngồi trên máy bay, nhìn Sở Quân Hàn hình như rất mệt mỏi. Chân mày của anh vẫn luôn nhíu lại, dù nắm tay Đường Bội nhưng giống như không có tinh thần nói chuyện với cô, chỉ ngồi dựa vào ghế, mày cau lại, nhắm mắt dưỡng thần. Trong khoang máy bay điều hòa hơi lạnh, Đường Bội thấy vậy thì nhờ tiếp viên hàng không lấy hộ một cái chăn mềm đắp lên cho Sở Quân Hàn.
Lúc cô kéo chăn lên đến dưới cằm thì Sở Quân Hàn đột nhiên mở mắt ra, bắt lấy tay Đường Bội. Sao vậy? Đường Bội vuốt chân mày Sở Quân Hàn, dịu dàng nói. Nếu mệt thì ngủ một chút đi. Sở Quân Hàn không nói gì, anh kéo tay Đường Bội lên một chút, nhẹ nhàng đặt lên môi mình. Nụ hôn của anh dịu dàng đặt lên ngón tay Đường Bội, ngón tay thon dài nhỏ bé hơi lạnh, làm cho anh không kiềm chế được mà chìm vào đó. Đường Bội cười khẽ, thấp giọng nói. Đừng quậy, anh mệt thì ngủ một chút nữa đi. Cô đau lòng nhìn đôi mắt thâm quầng của Sở Quân Hàn, thở dài nói. Anh... chuyện lần này khó giải quyết lắm hay sao? Sở Quân Hàn lắc đầu, anh lại hôn lên tay của Đường Bội một cái, thấp giọng nói. Anh sẽ giải quyết tất cả. Đảo tư nhân của Sở gia vô cùng xinh đẹp, giữa rừng cây xanh là một tòa biệt thự rộng lớn, như hòa cùng biển xanh và núi rừng. Biệt thự có 4 tầng, ngoài ra còn có một sân vườn lộ thiên. Khoảng sân kéo dài đến bờ cát, cát trắng mịn nhẹ nhàng ma sát với lòng bàn chân, biển xanh thơ mộng làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm và vui sướng. Lúc xuống máy bay, sắc mặt Sở Quân Hàn cũng không tốt mấy, ngược lại còn u ám hơn lúc nãy. Giống như biển xanh vô tận cũng không thể nào rửa sạch sự phiền não trong lòng anh. Một số khách mà Sở gia mời đã tới trước. Lúc quản gia tới tiếp đón chủ nhân, Sở Quân Hàn đã đi tới cửa ra, đột nhiên quay người lại. Đôi mắt anh thâm thúy và vô cùng nóng bỏng. Khi cô vẫn chưa lấy lại tinh thần thì anh đã ôm lấy eo cô, kéo cô vào ngực mình. So với ánh mắt anh thì nụ hôn của anh còn nóng bỏng hơn. Mặc dù Đường Bội hơi kinh ngạc, nhưng đôi tay ôm eo cô có lực và ấm áp. Cô từ từ nhắm mắt lại, chú tâm vào nụ hôn này. Khi Sở Quân Hàn buông cô ra, mặt Đường Bội đỏ lên. Đôi mắt mang theo chút ngại ngùng đảo quanh một vòng. Quản gia được huấn luyện nghiêm chỉnh đã sớm chấn định lại và chỉ huy người xách hành lý như không thấy gì. Đường Bội cười khẽ, cô nhón chân lên, nói nhỏ bên tai Sở Quân Hàn. Ngày mai em sẽ tặng anh một món quà. Được, Sở Quân Hàn gật đầu đáp. Trong phòng được bài trí theo phong cách Địa Trung Hải lãng mạn, phong cách nhẹ nhàng khoan khoái mà đơn giản. Mỗi một căn phòng đều có thể làm cho người ta cảm nhận được sức quyến rũ của biển khơi. Hành lý của Đường Bội được người làm đem vào một căn phòng trên lầu 4. Sở Quân Hàn cùng cô đi xem phòng. Lúc đi anh hôn lên trán cô, khẽ nói. Hôm nay và ngày mai anh sẽ rất bận. Em nghỉ ngơi cho khỏe nhé. Hả? Vậy có chỗ nào em giúp được cho anh không? Em nghỉ ngơi cho tốt là được rồi. Sở Quân Hàn lại hôn lên trán cô một cái. Anh thực sự không nỡ xa Đường Bội. Mấy hôm nay anh bận làm việc từ sáng tới khuya, họ rất ít khi chạm mặt nhau, cơ hội nói chuyện cũng không nhiều. Sở Quân Hàn quyến luyến vuốt ve gương mặt Đường Bội, rất dịu dàng. Sao vậy? Đường Bội thấy anh cứ sờ mặt mình hoài nên hỏi. Không có gì. Sở Quân Hàn lắc đầu, anh lại ôm Đường Bội một cái, cằm đặt trên đỉnh đầu cô, khẽ nói. Anh muốn cùng em đi dạo khắp nơi. Chờ anh hết bận là được mà. Cô đẩy Sở Quân Hàn ra. Anh mau mau đi làm việc của mình đi. Làm xong nhanh một chút thì có thể nghỉ ngơi rồi. Ừ. Sở Quân Hàn gật đầu, buông Đường Bội ra. Khi đi tới cửa, Sở Quân Hàn lại không kiềm được mà quay đầu nhìn Đường Bội. Đúng lúc Đường Bội cũng đi tới cửa sổ. Căn phòng này hẳn là căn phòng tốt nhất trong biệt thự. Nhìn từ góc cô đang đứng, có thể nhìn thấy rõ bờ biển mênh mông ngoài kia. Ánh mặt trời trải trên mặt biển giống như những ngôi sao sáng lấp lánh, bướng bỉnh phập phồng theo sóng biển. Màn cửa sổ sát đất màu xanh da trời bên cạnh cô cũng bị gió biển thổi bay lên. Đường Bội bị che sau tấm màn cửa, bóng dáng như ẩn như hiện. Thấy Sở Quân Hàn nhìn mình, cô quay đầu nhìn anh. Ánh mặt trời phủ lên người Đường Bội, cô như đắm mình trong ánh mặt trời, thản nhiên cười với Sở Quân Hàn. Hình ảnh đó đẹp đến mức làm cho Sở Quân Hàn quên cả hô hấp. Buổi tối hôm đó, Sở Quân Hàn bận đến nỗi không có thời gian trở về phòng. Buổi sáng ngày hôm sau, Đường Bội ngủ một mạch đến khi người giúp việc tới gọi mới thức dậy. Thay bộ dạ phục được mang đến, cô đã đặc biệt chọn một bộ lễ phục yếm đơn giản trang nhã. Váy xòe màu xanh da trời dài đến đầu gối, tầng tầng lớp lớp giống như biển khơi. Tóc dài để buông xõa đơn giản. Ngay cả giày, cô cũng không mang giày cao gót mà là một đôi giày giản dị một mực. Ăn mấy thứ đơn giản, Đường Bội từ từ đi ra phía sân định hít thở không khí một chút. Gió biển nhẹ nhàng thổi lay váy cô. Lúc đi qua các tân khách đều không kìm được mà nhìn cô một cái. Đường Bội cũng mỉm cười lễ phép đáp lễ. Thật vất vả mới tìm được một góc ít người, Đường Bội thả lòng nhìn bốn phía một chút.
Dọc đường tới đây, cô cũng không nhìn thấy bóng dáng Sở Quân Hàn, cũng không thấy ông cụ Sở hay bất cứ người nào của Sở gia. Nhưng tất cả tân khách đến đây đều ăn mặc sang trọng, nhìn vô cùng ưu nhã hào phóng. Nơi cô đang đứng là một mái đỉnh bên cạnh dòng ao cá nhỏ. Trong suối là pho tượng mỹ nhân Ngư, con gái của biển cả. Trong ngực pho tượng ôm một bình cá nhỏ, nước suối trong suốt từ miệng bình chảy ra, rơi xuống trong ao, vô số giọt nước trong suốt bắn lên. Xin cho hỏi. Ngay lúc Đường Bội nhập thần, sau lưng cô truyền đến một giọng nói vui vẻ dịu dàng. Đường Bội xoay người, sau lưng cô là một cô gái xinh đẹp ước chừng khoảng 20 tuổi. Cô gái châu Á xinh đẹp, búi tóc nhẹ nhàng, trên đầu cài một chiếc vương miện thủy tinh đáng yêu, trang điểm tinh xảo, lễ phục trên người nhìn như một cô công chúa cao quý. Cô gái khẽ mỉm cười đi về phía Đường Bội. Xin hỏi, cô là cô Đường phải không? Đường Bội nhìn xuống bả vai mình, trên đó có một con bướm đang vỗ cánh muốn bay. Cô nhìn vào mắt cô gái kia, gật đầu cười nói, tôi chính là Đường Bội. Xin hỏi cô là ai? Tôi là Cảnh Nhật Duyệt. Cô gái vừa tự giới thiệu mình vừa đi đến trước mặt Đường Bội, đưa tay nở nụ cười xinh đẹp nói, chắc là cô chưa nghe nói đến tôi, nhưng mà tôi đã nghe về cô rồi, phải không? Đường Bội cười đưa tay nắm tay cô gái, thản nhiên nói, vậy thì tôi thật vinh hạnh. Cảnh Thiên Duyệt mỉm cười, ánh mắt lại rơi xuống hình xăm con bướm trên vai Đường Bội. Sở Quân Hàn là anh họ của tôi. Tôi nghĩ là cả dòng họ không có ai chưa từng nghe tới đại danh của cô Đường. Cảnh Thiên Duyệt cười, giọng hết sức dịu dàng nói tiếp, mọi người cũng rất tò mò. Cô gái dám cầu hôn anh họ tôi ở trên TV, suýt chút nữa trở thành chị dâu họ của tôi, suốt cuộc là người như thế nào? Đường Bội nghe vậy thì híp mắt lại. Rõ ràng Cảnh Thiên Duyệt không phải lỡ lời. Cô gái này nói chuyện không nhanh, ngược lại còn rất bình tĩnh và thanh nhã. Nhưng dường như cô ta hoàn toàn không phát giác được điều gì không đúng trong câu nói của mình, vẫn cười xinh đẹp, ánh mắt nhìn Đường Bội cũng không thay đổi. Bây giờ vẫn còn sớm, nếu như cô Đường không ngại, có thể uống với tôi vài ly trà được không? Có mấy câu tôi rất muốn nói với cô Đường. Không biết tại sao, nụ cười của Cảnh Thiên Duyệt rất thân thiết, nhưng Đường Bội luôn cảm thấy nó không chân thật. Cảnh Thiên Duyệt cười tươi tắn, ngũ quan xinh đẹp, vóc người uyển chuyển, khí chất cao quý, nói chuyện cũng rất khách sáo. Nhưng Đường Bội luôn cảm thấy đôi mắt sáng rỡ luôn nhìn mình đang cất giấu thứ gì đó. Trà là hồng trà thượng hạng, còn chưa đến mép, hương trà đã đập vào mặt. Tư thế uống trà của Cảnh Thiên Duyệt cũng rất thanh nhã, vừa nhìn đã biết đây là một cô gái có giáo dục tốt. Cô ta từ từ uống một hớp trà, chờ Đường Bội cũng uống xong một hớp nhỏ mới nhẹ nhàng để ly trà xuống. Ly sứ chạm vào đĩa, phát ra tiếng vang thanh thúy. Trên hòn đảo này, ở một nơi làm người ta cảm thấy thoải mái và vui vẻ, luôn có thể khiến người ta cảm thấy thư giãn. Huống chi bây giờ chỗ hai người họ đang ngồi lại là ban công ở lầu 2. Chỗ này không lớn, nhưng góc nhìn không tệ. Không chỉ có thể thấy rõ phong cảnh trong vườn, ngay cả sóng biển ngoài xa cũng nhìn thấy. Mỗi khi tới ngày kỷ niệm thành lập của Sở thị, đều được cử hành tại đây. Cảnh Thiên Duyệt khẽ cười. Cô ta quét mắt nhìn một vòng, nhìn những tân khách đang tụm năm tụm ba, ăn mặc xinh đẹp. Trên người bọn họ đều là trang sức và quần áo đắt tiền. Quần là áo lụa, đứng trong bữa tiệc linh đình, trên môi ai cũng mang theo nụ cười khách sáo. Xung quanh là những thứ được bố trí tỉ mỉ. Mỗi năm, chỉ cần là người Sở gia, hoặc là bạn làm ăn của Sở gia, chỉ cần nhận được thiệp mời, bất luận lúc ấy có bạn như thế nào, thì cũng sẽ bỏ qua một bên để tới đây. Bởi vì... Cảnh Thiên Duyệt kiêu ngạo cười nói, có thể nhận được thiệp mời để đi vào đây, đối với đa số người mà nói, đấy chính là chuyện vô cùng vinh dự. Đường Bội vừa nghe Cảnh Thiên Duyệt nói, vừa nhìn quanh một vòng, chỗ cửa chính của biệt thự vẫn có không ít khách khứa nối đuôi nhau đi vào. Nhìn xa thêm một chút, ở bãi đậu máy bay của Sở gia, lúc này đã có mười mấy chiếc máy bay tư nhân đậu lại. Đó chính là máy bay tư nhân mà Sở gia dùng để đưa đón khách quý. Ngoài ra còn có một số ít của khách mời. Cô quay đầu nhìn gò má của Cảnh Thiên Duyệt, cười nói, thứ mà cô Cảnh muốn nói hẳn sẽ không chỉ là những thứ này. Cảnh Thiên Duyệt nhìn Đường Bội cười, tôi đã sớm nghe nói cô Đường là một người thông minh, hôm nay gặp mặt quả nhiên danh bất hư truyền. Nụ cười trên môi Cảnh Thiên Duyệt rõ hơn, dịu dàng nói tiếp, kỷ niệm thành lập năm nay hình như anh họ tôi càng xem trọng hơn. Tôi nghe nói rất lâu trước đó anh ấy đã bắt đầu chuẩn bị. Trên dưới Sở thị cũng vì chuyện này mà bận rộn rất lâu.
chỉ vì lễ kỷ niệm năm nay có hơi khác so với những năm trước. Mặc dù anh họ nắm trong tay toàn bộ sở thị, nhưng nói sao thì cũng là lần đầu tiên rơi vào lưới tình, cho nên không tránh khỏi giống như mấy người trẻ tuổi. Đường Bội mỉm cười không đáp lời. Cô càng lúc càng cảm thấy cô gái gọi Sở Quân Hàn là anh họ này không đơn giản như vẻ bề ngoài. Cảnh Thiên Duyệt nhìn lướt qua bả vai Đường Bội, thản nhiên nói: mặc dù có rất nhiều người không biết, nhưng mà chuyện năm đó cả gia tộc đều biết. Trong lòng của anh họ vẫn luôn có một người. Nhiều năm qua anh ấy giữ mình trong sạch, không chút hứng thú với những người con gái khác. Thật ra là vì anh ấy đã tìm thấy người kia, cho nên không muốn nhìn người khác lâu thêm một giây. Ồ, Đường Bội tỉnh bơ đáp: trước khi gặp cô Đường, tôi vẫn còn nghĩ không biết cô Đường là người như thế nào mà lại có thể quyến rũ được anh họ tôi, làm cho anh ấy quên đi cô gái năm xưa. Cảnh Thiên Duyệt lại bắt đầu cười ngọt ngào. Thành thật mà nói, trước đó cô Đường và Hạ Tử Diệu liên tục xuất hiện scandal, lại có nhiều tai tiếng với Đường Thị, thích khoe khoang, còn lớn gan cầu hôn anh họ tôi trên TV. Tôi luôn thầm đổ mồ hôi lạnh vì cô Đường. Cảm ơn đã quan tâm, Đường Bội tỉnh bơ đáp. Cô mỉm cười cầm ly trà lên uống một hớp. Vị trà tinh khiết len lỏi vào từng ngóc ngách trong khoang miệng, làm cô thích ý híp mắt. Giống như người vừa rồi Cảnh Thiên Duyệt nói không phải là cô, mà hiện tại cô cũng chỉ chú tâm vào quá trình thưởng thức hồng trà, hoàn toàn không nghe lọt tai những lời Cảnh Thiên Duyệt nói. Sự kinh ngạc chợt lóe trong mắt Cảnh Thiên Duyệt. Nhưng khi Đường Bội để ly trà xuống, quay sang nhìn cô ta, thì cô ta đã thu lại sự kinh ngạc, cười nói: cô Đường quả nhiên vô cùng thú vị. Khó trách anh họ là người không thích con gái kiêu căng mà lại luôn nhịn cô. Cô Cảnh quá lời rồi. Hẳn là cô Đường biết rõ, bây giờ anh họ tôi là gia chủ của Sở gia, tất cả sản nghiệp đều nằm trong tay của anh ấy. Ông ngoại thì cưng chiều anh ấy, chuyện trong nhà thì đều do anh ấy quyết định. Cho nên một khi anh ấy xảy ra chuyện gì thì cả dòng họ đều sẽ biết, hơn nữa còn đàm luận rất lâu. Chúng tôi cũng rất thích tám chuyện đấy nhá. Cảnh Thiên Duyệt che miệng cười. Tôi không biết chuyện này, Quân Hàn rất ít khi nói những chuyện này với tôi. À, anh họ không nói chuyện trong nhà với cô sao? Vậy thực sự làm cho tôi hơi kinh ngạc. Cảnh Thiên Duyệt tỏ vẻ kinh ngạc. Ừ, người Sở ra trừ chú Sở Dực Thành, tôi chỉ gặp được ông cụ Sở. Cô cười quyến rũ nói tiếp: hai người họ đều vô cùng thân thiện, cho nên tôi nghĩ người Sở ra đều như vậy, hài hước và để lòng bao dung. Đường Bội có ý ám chỉ nhìn Cảnh Thiên Duyệt một cái. Nụ cười của Cảnh Thiên Duyệt lập tức cứng đờ. Đường Bội lại cười: hôm nay gặp được cô Cảnh, quả nhiên cũng thân thiện dịu dàng, nên có lẽ là Quân Hàn cảm thấy người nhà sẽ vô cùng hoan nghênh tôi, sẽ không châm ngòi gây chia rẽ như những gia tộc lớn khác. Cũng cảm thấy dù có giới thiệu tôi với mọi người trễ một chút cũng không hề gì. Cô vừa nói vừa cười tươi như hoa. Trong giới giải trí không bao giờ thiếu người đẹp. Bất luận sự dịu dàng thuần khiết của Cảnh Thiên Duyệt là thật hay giả, Đường Bội cũng đã thấy nhiều rồi. Nếu thực sự luận về tiếu lý tàng đao hay là tâm cơ thâm trầm, cô gái xuất thân danh môn trước mặt này vẫn kém nhiều so với những nữ diễn viên trong giới giải trí. Quả nhiên Cảnh Thiên Duyệt bị Đường Bội làm cứng miệng. Hình như câu tiếp theo nên nói thế nào cô ta cũng quên. Cảnh Thiên Duyệt há miệng, có chút lúng túng cười cười, cầm ly trà lên uống. Rõ ràng mùi hương thuần khiết bay vào mũi, tràn vào khoang miệng cô ta, nhưng cô ta lại cảm thấy nó giống như sáp nến. Đường Bội vẫn cười tươi, thậm chí bắt đầu phản kích. Nhắc mới nhớ, Quân Hàn chưa từng đề cập với tôi rằng anh ấy có một cô em họ lớn tới nhường này. Nếu không thì chúng ta có thể hẹn nhau đi dạo phố. Cô cũng biết mà, công việc của Quân Hàn luôn rất bận rộn, mỗi ngày còn luôn dành thời gian ở bên tôi. Tôi vô cùng đau lòng. Tính cách của cô chính là như vậy, trong giới giải trí vốn đã thế. Bây giờ đối mặt với cô gái tự xưng là em họ của Sở Quân Hàn cũng chẳng khác gì. Nếu người khác không đụng vào cô trước, cô cũng không rảnh đâu mà chấp nhặt với họ. Nhưng nếu đã dám gây chuyện với cô sẽ không dễ dàng tha cho đối phương. Bởi vì bạn càng nhượng bộ thì đối phương sẽ càng lấn tới. Đường Bội cười trúng chím, bưng ly trà lên uống một hớp. Vị trà quẩn quanh ở đầu lưỡi, làm cho nụ cười của cô càng thêm ngọt ngào. Cảnh Thiên Duyệt lúng túng uống thêm một hớp trà, lát sau mới miễn cưỡng cười nói: anh họ đúng là bận rộn nhiều việc. Ừ, nhưng may là có hoạt động kiểu như lễ kỷ niệm hôm nay
có thể giúp chúng ta nhận biết nhau. Cảnh Thiên Duyệt nghe được mấy chữ kỷ niệm thành lập thì sắc mặt trở nên ổn hơn. Cô ta chỉnh đốn lại cảm xúc, treo lên trên môi một nụ cười ngọt ngào, nói với Đường Bội. Vừa rồi bị cô Đường làm dối, suýt chút thì tôi đã quên mất lời mình muốn nói. Đường Bội mỉm cười nhưng không tiếp lời. Vừa rồi chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ? Cảnh Thiên Duyệt để cái ly trong tay xuống, tỏ vẻ ngây thơ nghiêng đầu, giống như là đang cố gắng nhớ lại. Nói đến chuyện của anh họ. Người trong nhà luôn rất thích đàm luận, cho nên lúc tôi còn nhỏ, từng nghe nói khi đó anh họ luôn tìm một cô gái, tìm rất nhiều năm nhưng không thể tìm thấy, cho đến lúc cô Đường xuất hiện. Ồ. Mỗi một người được sinh ra trên thế giới này đều đang tìm kiếm một nửa còn lại của mình. Chỉ khi tìm được mới cảm thấy sinh mạng đã hoàn chỉnh. Có lẽ người khác là như vậy, nhưng tôi biết anh họ tôi không phải như vậy. Cho tới bây giờ anh ấy vẫn chưa từng nói chuyện trong nhà với cô. Vậy thì chắc chắn anh ấy cũng chưa từng nói tới cô gái đã từng xuất hiện trong đời anh ấy. Cảnh Thiên Duyệt dịu dàng cười nói, nhưng ánh mắt sắc bén lại nhìn lên vai Đường Bội, thản nhiên nói. Trên vai cô gái kia cũng có một hình xăm con bướm. Chúng tôi đều nói, có lẽ cô ấy chỉ xuất hiện trong giấc mơ của anh ấy rồi nhanh chóng biến mất. Nếu không lấy năng lực của Sở ra thì làm sao có thể qua nhiều năm như vậy mà lại không thể nào tìm ra được người này chứ. Vậy sao? Vậy đúng là trùng hợp quá. Cho nên nhiều năm qua anh họ vẫn cố chấp tìm cô gái kia, nhưng lại không thể nào tìm được cô ấy. Chúng tôi đang rất lo lắng. Nếu anh ấy cứ tiếp tục tìm như thế, cậu Út lại... Nói từ chỗ này cô ta ngừng lại rồi nói tiếp. Chẳng lẽ huyết mạch của ông ngoại phải gãy gánh ở đây hay sao? Đường Bội đã dần hiểu ý của Cảnh Thiên Duyệt, nhưng cô vẫn tỉnh bơ nghe đối phương nói tiếp. Sau đó chúng tôi biết đến sự tồn tại của cô Đường. Mặc dù có hơi tò mò, không hiểu sao mẫu người con gái trong lòng anh họ lại thay đổi lớn như vậy. Nhưng mà khi nhìn thấy hình xăm con bướm trên vai cô thì tôi đã hiểu phần nào. Mặc dù Cảnh Thiên Duyệt vẫn đang cười, nhưng đôi mắt đã trở nên lạnh lẽo. Nói tới đây cô ta không nói tiếp, chỉ im lặng nhìn Đường Bội, im lặng uống trà, tựa như những gì cần nói đều đã nói xong. Cô ta cũng chắc rằng Đường Bội sẽ hiểu ý trong lời nói của mình. Ý của cô Cảnh là... Đường Bội có chút kinh ngạc trợn to hai mắt. Quân Hàn chọn tôi là vì con bướm trên vai tôi. Cảnh Thiên Duyệt cười không nói, nhưng ánh mắt của cô ta tựa như đang nói đúng thế không sai. Đường Bội không dám tin trước mắt một cái. Vẻ mặt của cô như thế làm Cảnh Thiên Duyệt đắc ý. Cô ta để ly trà trong tay xuống, cười nói. Cô Đường đừng quá kinh ngạc. Bất luận vì sao có thể làm cho anh họ vừa ý, đó đã là diễm phúc mà khối cô cầu không được rồi. Đúng thế. Đường Bội gật đầu cười. Người nhà đều biết chuyện này. Biết... Cô cảm thấy buồn cười, cố gắng lắm mới không cười thành tiếng, tiếp tục nói. Đều biết Quân Hàn luôn tìm cô gái có hình xăm con bướm trên vai. Đúng lúc này tôi xuất hiện, bởi vì trên vai tôi có hình xăm con bướm, cho nên Quân Hàn mới chọn tôi. Trong giọng nói của cô mang theo ý giễu cợt quá nặng, ngay cả Cảnh Thiên Duyệt cũng nghe ra. Cảnh Thiên Duyệt nhíu mày, không vui hỏi. Hình như cô Đường không tin. Tin. Tôi tin chứ. Đường Bội cười duyên. Cảnh Thiên Duyệt híp mắt, đôi mắt như dao nhau lại. Trong nháy mắt đó sự dịu dàng đều biến mất, nhưng rất nhanh sau đó cô ta lại cười tươi rói. Cô Đường cảm thấy lời nói của tôi quá hoang đường sao? Đường Bội nhìn về phía xa. Trong sân người đến người đi, những người đàn ông ưu tú lượn qua lượn lại, nhưng lại không có ai có thể làm cho cô chỉ nhìn một lần mà không thể rời mắt. Tôi tin lời nói của cô Cảnh, nhưng hình như cô đã coi thường anh họ của cô quá rồi. Đường Bội mỉm cười nghiêng đầu, nghiêm túc nhìn Cảnh Thiên Duyệt. Nếu anh ấy là người dễ bị lừa như vậy thì nhiều năm qua chẳng lẽ sẽ không nghĩ tới cô gái có hình xăm con bướm trên vai tới tìm anh ấy hay sao? Đường Bội mỉm cười. Nếu như Sở Quân Hàn thực sự là người nông cạn như vậy, sợ rằng những cô gái trên thế giới đều đi xăm hình con bướm lên vai hết cả rồi. Không nói tới khuôn mặt xuất sắc của anh, chỉ riêng ra thế thôi cũng đủ để người ta động tâm. Cảnh Thiên Duyệt nghe vậy thì cười thần bí. Cô ta đứng lên, đi tới lan can. Cách lan can màu trắng được chạm hoa, Cảnh Thiên Duyệt cũng nhìn về phía xa. Cô ta nhìn một vòng, lát sau lại nhìn Đường Bội nói. Tất nhiên,
trừ con bướm trên vai, chắc hẳn cô Đường còn có chỗ khác giống với cô gái trong lòng anh họ, mới có thể làm cho anh ấy để anh ấy nhận lầm người. Dưới sân, bên cạnh suối phun, có mười mấy cái bàn dài đắt tiền. Trên bàn là đủ loại thức ăn để khách tự mình lựa chọn. Có không ít người đi, khi đi vào cũng tụ năm tụ ba một chỗ, vừa hóng gió biển, đứng dưới nền trời, cảm nhận sự thư giãn. Chính chủ vẫn chưa tới. Những vị khách được mời, bất luận đến từ nước nào, cũng đã từng gặp Sở Quân Hàn. Đề tài bàn tán của bọn họ chỉ có một, đó chính là vị hôn thê của Sở Quân Hàn.